Lay mặt nhìn như con gấu bông ấy. Chắc có ít rồi đúng không? Còn có ít rồi đúng không? Còn nhiều lại vỡ mộng mất chứ. Này các chị thấy em mặc cái này giống con gấu không? Lạnh quá các chị. Lạnh quá nên phải mặc. Bộ này mà để Tết mang về nhà mặc. Mặc ở nhà nếu mà chưa kịp mang về thì đã phải động đến. Ấm lắm, trời ơi, em bảo để bộ này là để mặc Tết, kiểu Tết em cứ về nhà ấy, cứ lê la ấy. Thế là để bộ này để Tết mang về nhà. Nó bộ này nhìn nó kiểu nó như con gấu ấy các chị ạ. À. Bộ này mặc nó như con gấu ấy. Nó dày lắm. Bộ này á, bộ này chả biết, bộ này em tại vì em đổ buôn cho mấy bạn, kiểu các bạn đi bán hàng VIP thôi. Toàn mấy em bán 400 mấy một bộ ấy. Chứ nó không phải là hàng rẻ đâu, chả biết được tí nữa. Nếu như mà còn thì các chị thích thì em lên cho, nên nó hơi đắt đấy. Hơi cao, không có giá rẻ đâu. Còn ít thì em tặng cho thôi. Chứ còn nếu như còn nhiều thì em không bán. Còn nhiều thì em lại cho khách đóng buôn. Mọi người vào chia sẻ livestream nha các chị ơi. Chấm lên em xem nào. Lạnh lắm các chị. Tay này, tay vẫn cứng đờ ra luôn này. Lạnh lắm. Tay cứng đờ. Mọi người vào các chị em mình thả tim lên nha, em tranh thủ. Này chắc em ơi. Có khi còn phải tặng nốt ít đồ bé nữa cơ. Chắc này có khi dọn kho được đồ bé rồi đấy mọi người. Em tặng nốt đồ bé này. Có chị nào bốc đồ bé không? Có chị nào bốc đồ bé không? Bác nào bốc khoảng tầm độ 500 bộ bé. Gọi điện alo em hoặc nhắn tin trực tiếp luôn cho em báo giá luôn cho. Ngất. Em báo giá luôn cho là ngất ngây. Các chị em mình vào, các chị nhấn chia sẻ lên nha các bác ơi. Vào hay là thôi thì cho em độ một lần, hai lần chia sẻ lên là được. Vừa nhận được quần 110 nhà chị Giang đẹp lắm, giá rẻ mà chất thì đẹp. Trời ơi, cảm ơn Huệ Nguyễn nha. Không phải là rẻ là vứt đi đâu nhà em, rẻ các chị em mình về các chị mặc cho em cũng có một cả vài năm. À, cho em hỏi tí đắp mặt nạ xong để vậy hay rửa lại với nước chị? Ví dụ như mà em mà da dầu chữ T như chị thì nên rửa lại với nước sạch. Xong rồi mình tiếp tục những bước skin care da khác. Còn nếu như mà da mình da gọi là da bình thường ấy, da mình da khô da khiếc thì mình để nguyên như thế rồi mình bôi tiếp serum rồi bôi kem đêm thôi. Đấy, tại vì cái đấy rửa lại cũng được mà không rửa lại cũng được, nó phụ thuộc vào da của mình nữa. Chứ nó không thể nào mà mặc định được mình ạ, à, nhá. Nếu như mà da mình da dầu thì nên rửa lại với nước sạch. Tại vì trước lúc đắp mặt là mình đã tẩy trang, mình rửa mặt sạch sẽ với sữa rửa mặt rồi, mình mới đắp mặt rồi. Mình chỉ cần rửa lại bằng nước sạch rồi tiếp tục. Còn nếu như da bình thường, da các chị da khô á. Đấy, da các chị da khô hoặc là da thường, không phải da dầu ấy, thì các chị em mình cứ thế, các chị em mình tiếp tục thôi. Không vấn đề gì cả hết. Cũng có hôm ấy, tối hôm trước trên kia em đắp xong rồi em mệt em lên em nằm em ngủ quên mất. Còn chả bôi cái gì, sáng hôm sau dậy da vẫn căng bóng. Đấy. Nhiều khi là lười. Các chị em mình vào các chị chấm lên cho em nha. Có chị nào ôm đồ bé không ạ? Em còn tầm khoảng mấy trăm bộ nỉ bé. Có đến đầu nghìn không? Không đến đâu đúng không? Không đến đầu nghìn đâu đúng không? Đấy để em đang xem là còn tầm khoảng mấy trăm bộ bé có chị nào ôm nốt. Bộ nỉ bông hàng đẹp luôn. Có chị nào thích ôm không để các chị em mình báo em. Hôm qua chia sẻ không bình luận được thế Giang. Ô thế á chị Hòa Đặng. Ô tôi chết rồi bác ơi, tại vì chay là có khi hôm qua đông. Hay là hôm qua đông đấy. Hôm qua nó nghe lên 1500, 1600 chắc là đông, các chị không comment được. Chứ còn đâu hôm qua em vẫn, các chị em mình vẫn chia sẻ comment bình thường mà. Báo giá bộ chị đang mặc 450 em nhá. Người ta đã nói rồi.
Giá của nó giá hơn 400. Em phải để xem, người ta đã nói là cho nhân viên kiểm kho xem, còn nếu như còn ít thì mới giả. Còn nếu như còn nhiều thì em không bán. Tại vì bộ này là em lấy cho các bạn đi, các bạn đi chạy quảng cáo với cả các bạn đi bán shop thôi, chứ không phải là hàng loại 2, loại 3, hàng xưởng đâu. Em có để lại 3 bộ để em mặc, hôm nay nó lạnh quá. Em bỏ ra em mặc thôi. Rồi lên cho các chị em mình luôn. Các chị vào các chị nhấn chia sẻ lên nhá, để bắt đầu lên. Lên còn lên tặng cho các chị em mình trước đã này. Cho chị luôn ôi. Cho chị đây có 10 cái áo này đúng không? 10 cái áo này các chị lên đi. Hôm qua chị nào chưa chốt đấy, con lót lông xanh cái gì em? Đấy. Làm luôn kỷ niệm cho các chị ơi, kem Juicy. Làm sao phân biệt kem ngày kem đêm, màu hồng kem ngày, màu trắng kem đêm. Màu hồng kem ngày, màu trắng kem đêm em nhớ. Vì sao? Vì màu trắng nó như là thạch sữa ấy. Mình bôi lên cái nó thẩm thấu vào buổi đêm, nó không có nâng tông. Còn cái màu hồng ấy là ban ngày nó có nâng tông, em nhìn bên ngoài là em đã thấy luôn rồi. Hoặc là nó có cái viền vàng ở bên ngoài là kem ngày, còn cái viền đen là kem đêm. Tôi dùng quen rồi, giờ tôi chỉ cần tưởng tượng trong đầu là tôi biết luôn rồi. Đấy. Em chỉ buồn cười nhất hôm trước khách sỉ nhà em, nó bán nhưng mà nó không dùng. Nó bán nhưng nó có dùng đâu. Khách vào hỏi cái nào kem ngày, cái nào kem đêm, nó chả có biết luôn. Nó cầm trên này nó phải nhìn, phải nhìn thì nó mới biết được. Còn như kiểu em đang dùng ấy, thì ví dụ như các chị bóc, các chị bỏ cái vỏ hộp đi rồi nhá, thì nó có cái viền vàng này, là cái hộp kem ngày. Và cái hộp của nó màu nhìn bên ngoài nó màu hồng hồng ấy, vì cái chất kem của nó nâng tông trắng hồng một chút mà. Còn cái viền của nó, viền màu đen là kem đêm, thì các chị em mình bên trong kem nó như sữa, như sữa chua luôn ấy, như thạch ấy. Các chị em mình bôi lên cái nó thẩm thấu vào da luôn, nó không có nâng tông buổi tối mà. Như buổi tối nâng tông mẹ trắng như bạch tạng ra, tự dưng chồng quay ra để nhìn để giật mình thì chết nha, đúng không? Rồi cái này đây, hôm nay các chị em mình khủng. Hôm qua thầy kể cả các chị nhắn tin Zalo, và sáng nay đây các chị nhìn này, bạn này mấy giờ sáng nay gọi em? 8:35 sáng nay gọi em. Chị Giang ơi, cái mã mà tối qua lót lông, tối qua chị bán 138 đấy, là chị xả hay như thế nào cho em nghìn cái? Lấy đâu ra? Khổ hộ đã bảo một màu, còn một màu duy nhất bán tặng cho mọi người 138. Những chị nào tối qua các chị chưa chốt được thì các chị lên luôn nhé. Còn nguyên mấy cái size L 48 cân, 47, 48 đến các chị em mình độ tầm độ 55, 56 cân hay 57 cân các chị mặc ok. Lót lông bên trong. Này các chị nhìn cho em luôn này. Đấy em tặng các chị là 138.000. Còn mấy cái size L, kể cả L này mà các chị em mình 45 cân, nó hết những size kia rồi, 45 cân cũng triển nốt. Lên vào đây cho em luôn là mã L 138 luôn, 138.000. Đừng so sánh giá nha các bà. Bên trong lót lông, bên ngoài trần trám hết cho các chị em mình rồi, đẹp kinh khủng. Để chợ nó là phao trần lót lông, không phải là hàng thường luôn. Comment luôn vào đấy cho em luôn. cái gì kia, không 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 bao giờ có khái niệm đặt nữa nhá em nhá, em nhung cun nhá. Cái đấy nó ăn nhau ở cái ý thức trách nhiệm em ạ. Em đừng có nói hôm trước em đặt xong em bận em không trả lời kịp. Chị nói luôn, em đặt xong được một sản phẩm cái em nhắn tin luôn địa chỉ số điện thoại, nó mất 30 giây. Trong lúc đấy em vẫn cầm máy để em comment em đặt hàng được. Nhưng em lại mặc nhiên em không nhắn tin cho người ta luôn. Xong đến lúc em bảo em bận. Cái lý do của em nó hay quá em ạ. Nó ăn nhau ở cái trách nhiệm con người em nhá. Ăn nhau ở cái trách nhiệm con người. Em bận thì em chỉ biết công việc của em thôi. Thế còn công việc của người ta em không coi ra cái gì à? 30 giây đến 1 phút nhắn tin. Nó mất cái gì không? Đâu có mất cái gì. Ngồi thở cái hết 30 giây rồi, đúng không? Ấy vậy nhưng mà em lại coi cái công việc của em là vàng là bạc. Còn cái công việc của người ta ấy, em coi là cháu hoang cỏ dại. Nhớ, như thế là không được em ạ. Chị cũng là người bán nhưng chị cũng là người đi mua. Không bao giờ chị làm điều đó. Rồi ok, cái này các chị vào các chị lên vào đấy cho em luôn. L138 em còn mấy cái em tặng nốt cho các chị em mình nhá. 138.000 cho các chị. L138 em cho chị Nguyễn Thị Diệp. Cái này các chị em mình chốt nhanh nhá. 138.000 cho các bác, đẹp dã man luôn. Bên trong để lót lông hết cho các chị em mình luôn này. Đấy các chị nhìn cho em luôn nhá. Toàn bộ lót lông hết. Em lên em chốt đơn đi cho vui giống vụ like đi. Lên comment vào đấy cho em là L138 cho em luôn các chị, 138.000. Được chưa, các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn. Eo ơi, thật sự luôn, nó quá là mê mẩn cho các chị em mình luôn. Nhưng còn nguyên size L em bán tặng các chị em mình là 138.000 cho các chị em mình luôn nha. Đấy, nó còn mấy cái cho các chị em mình nốt luôn cho các bác mình. Chị nào mà mình hôm qua các chị chưa chốt được thì các chị lên vào đấy các chị em mình comment nhá. Comment vào đấy cho em là L138. Nó còn mỗi màu này còn mấy cái em cho đi nốt cho các chị em mình rồi.
45 cân đến các chị em mình 56, 57 cân các chị đều mặc được hết luôn. Đẹp đẹp thì các chị từ 48 cân đến các chị em mình 56, 57 cân cho em. Đấy, còn mấy cái các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Ôi, chết rồi. Chả biết kéo kia các thứ. Chúng nó vứt đầu nữa luôn. Comment vào đấy cho em là L138 cho em luôn. 138.000 cho các chị em mình luôn này. Không không, đừng vào hỏi màu khác làm gì nhá. Đã đang trong danh sách khách đen rồi thì đừng vào comment nữa. Chị ơi, lấy đâu ra XL? Vào 138.000 đừng hỏi em là ui có cái nọ, có cái kia không, có màu nọ không, có màu kia không, đừng vào hỏi. L138 em cho chị Hương Bùi có luôn này, nghe kỹ, 45 đến 56, 57 nhá. Comment rõ vào đấy cho em là L138, 138.000 cho các chị em mình. Cho chị gấm hồng có luôn một cái, lót lông ạ. Nó là phao trần lót lông cho các chị em mình luôn, cho các bác mình sướng này. Trời ơi, em nói thật luôn, không thể nào mà không mua cho được. 270.000. Đúng ạ, tặng cho các chị em mình là 138 cho các chị em mình, bật đi chị. L138 vào đấy cho em luôn nhá. Có những con người lạ thật, xả đơn rồi nhưng vẫn vào comment. Đang trong danh sách đen rồi đừng nghĩ em không nhớ, em nói luôn. Ok, L138 em cho chị Nông Thị Hoa. Nói lên comment vào đấy cho em là L138 cho em nhá, 138.000. Em bán tặng cho các chị em mình đầu like. Vì giờ mà bảo còn cái mã nào bỏ ra tặng các chị là gần như không có. Ok, cho chị Thị Nguyễn Vân có luôn một cái. Thị Nguyễn Vân có luôn này. Em cho Sa Pư một cái. Sa Pư có luôn này, có màu khác, giá 270.000 nhá. Đã nhắc rồi mà vẫn cứ vào comment hỏi có màu khác. Em ơi, nhắn tin hai cái bà này lên đi. Ơ sao không có ý thức à? Mà vẫn cứ vào comment, trong khi người ta đã nhắc rồi, xả đơn là nhân viên đã thông báo rồi là đừng có vào comment nữa rồi. Vẫn cứ vào comment. Để đến lúc em mà điên lên em chửi cho một hồi. Giữ lại một chút lòng tự trọng vào đấy chứ. Đúng không các chị? Ok, em cho chị Quyên Vũ có luôn. Em nói thật, tìm cả cái đất nước Việt Nam không ai đổ buôn cho các chị 138.000. Cho chị là Hoàng Trang. Hoàng Trang là L138 chứ không phải L1 cách 138. Hoàng Trang đôi 097 vào chấm vào nhé em nhé. Rồi còn một chị nào chưa được, các chị em mình lên vào đấy cho em là L138. Cho chị Nguyễn Loan có luôn L138. Các chị em mình nhớ là địa chỉ số điện thoại là các chị em mình nhắn tin vào trong phần tin nhắn cho em luôn. Qua cho các chị em mình luôn này. L138 vào đấy cho em luôn nha các chị. Còn cho chị cái con màu vàng lót lông nữa, còn mấy cái. L138 ok, cho Linh Yến có luôn một cái. 138.000, không có giá để nhập vào luôn. Cái này còn được mấy cái này thôi đúng không? Cái này còn được mấy cái cho các chị em mình luôn này. Em bán kỷ niệm cho các chị em mình luôn. Ủa dồi ôi, mê cho các chị luôn. Cái này nó là thô lì lót lông nhá. Nguyễn Thị Diệp có rồi, Nguyễn Thị Diệp lẫn hình á. Không lẫn hình thì lên sao được. Ôi giời ơi, thế thì lên làm gì, có hai cái lên làm gì. Tưởng phải còn nhiều, còn đồ chục cái thì mới lên chứ, còn ít thì lên làm cái gì. Rồi qua cho các chị em mình luôn, nó còn ít quá là em không có lên luôn nha các chị nhá. Cái này ba cái này của nó là một mẫu luôn, nó cam bên dưới này. Ô không luôn, toàn lẻ tẻ các thứ, thích nguyên mẫu đâu. Nguyên mẫu đâu. Không, chẳng có áo nào có size S. Không có áo nào có size S hết. Tất cả các thể loại áo, chả có áo nào có size S hết. Có bộ em mặc là 450.000 nhá chị nhá, chưa xả. Chưa xả, em chưa xem, chưa ngó xem là nó còn những cái gì để lên cho các chị đưa. Còn kia cả còn bao nhiêu cái áo đấy, màu trắng đấy là của size gì đấy. Đưa đây nào. Hết luôn rồi đúng không? Mờ của mã này như cũng không còn đúng không? Mã này như là cũng hết luôn này, để cho em dọn nốt luôn nha. Nhìn kỹ đi xem còn đâu nữa không. Dỡ cái cục đấy ra không, tí nó lại lẫn size bên trong. Hết rồi đấy. Chắc chỉ còn do đi, chắc chỉ còn một góc này, ngoài kia là không còn ít nào đâu. Cái này em còn mấy cái size L. Các chị lên nốt cho em luôn A65 nha các chị nhá. Cái này từ 47-48 cân đến 55 cân, còn mỗi size L thôi. Comment vào đấy cho em luôn là mã A65. Để A65 bên đây là còn có mỗi ít nữa là hết rồi. Do đi các chị em mình lên nốt luôn nhá. A65 này. Trời ơi đẹp dã man cho các chị em mình. Còn quần Q99 nữa không, quần lót lông đúng không. Cái này các chị lên comment vào đấy cho em là A65 là hết nhá các chị nhá. Còn có mấy chiếc 37-38 đến 55 cân. Đấy, các chị lên nốt là A65. Do đi cho các bác mình. Em bán nốt luôn cho các chị em mình luôn, sướng không? Bao cho các chị em mình quá đỉnh luôn. Nó còn có mấy chiếc thôi mà, nó chả có còn nhiều nữa. Comment vào đấy cho em là A65 cho em luôn, 65.000 nha. Quay gì cả đây em ơi. Comment vào đây cho em là A65. A65 em cho chị Bích Nga Nguyễn. A65 cho Nguyễn Thị Diệp. A65 cho Nguyễn Thị Liên. Còn có mấy chiếc 65.000 nhá.
các chị lên nốt. Cái này kể cả nếu như các chị em mình thấy người ta bán mà còn đủ size 100, 200, 300, các chị vẫn nên mua nha các chị nhá. Còn các chị em mình đừng ham rẻ, em nói thật là hàng 5969 chưa chắc được là hàng này đâu. Đây tại vì em bán 65 là vì em còn có một size em xả nốt. Còn nếu như đủ size không bao giờ người ta bán giá này cho các chị được đâu. Đừng comment số điện thoại trên livestream. Được chưa? Địa chỉ số điện thoại nhắn tin vào trong phần tin nhắn đấy nhá chị nhá. Em nhắc rồi, đừng comment số điện thoại trên livestream của em. Nói lên comment vào đấy cho em là A65 cứ từ 40 47 48 đến các chị em mình 55 cân. Đều đẹp luôn cho em nhá, mua cho con các chị mặc đi học cũng được luôn. Đấy, 65.000 cho các chị em mình nốt luôn, nó còn có mấy cái, không có còn size khác nữa đâu chị ơi. Ok cho chị Vũ Thủy có luôn này. Lên rõ vào đấy cho em luôn là A65 nhá các chị nhá. A65 là 65.000 cho các chị. Lạnh rồi nên là lắm ruồi quá các chị. Lạnh rồi nên lắm ruồi lắm bọ thế. Kìa trong danh sách đen này, trong danh sách bom hàng vẫn vào comment để đặt hàng. Ok A65 em cho chị Hồng Hải có, chị Dương Thị Hậu có. Đấy, chị nào mình chưa được các chị lên vào đấy cho em là A65 nhá. Em cho chị Phương Nguyễn không giấu có luôn một cái. À, đơn tối nhân viên vẫn đang chốt thì như chưa hết đúng không? Đơn tối nhân viên vẫn đang chốt chưa hết. Vo Thủy có rồi đấy chị Vo Thủy ơi. Còn chị nào chưa được các chị lên là A65 nhá. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin tin nhắn em nhắc lại một lần nữa. Không comment số điện thoại trên livestream ạ. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin tin nhắn chưa nhận được hàng gọi điện số 838 nhá. 2 giờ gọi điện số 838 cho nhân viên kiểm tra đơn chứ đừng hỏi em là sao chưa nhận được hàng. Nhà em cứ chốt cái ví dụ như đơn hôm qua cái đã đi hết rồi. Đơn mỹ phẩm còn đi luôn từ chiều hôm qua rồi cơ. Nãy đơn quần áo hôm qua có ít cũng đi hết rồi nên đừng hỏi em là sao chưa nhận được hàng. Sao chưa nhận được hàng thì phải gọi điện hỏi cho kế toán cho các bạn kiểm tra đơn cho. Em thêm một cái A65 Nguyệt Nguyễn đuôi 230 nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn. A65 cho em, A65 cho chị Dung Thu một cái. À, chị Nguyễn Thị Liên, chị có hiểu từ nhắn tin là như nào không chị? Nếu như chị không hiểu từ nhắn tin như thế nào thì chị đừng comment trên này, xóa bio Nguyễn Thị Liên luôn. Là còn lại một cái A65 trong đấy đấy. Xóa bio Nguyễn Thị Liên luôn. Xóa luôn đi. Khỏi comment luôn, em nói luôn. Không comment chuẩn cú pháp. Rồi lại comment cả nhắn tin cả cái địa chỉ, comment cả cái địa chỉ trên này thì không mua được hàng bên em nhá chị nhá. Đến lúc người ta có giao hàng đến, không phải hàng nhà em thì lúc đấy đừng có đổ cho em. Em nói luôn là không có đổ cho em đâu. Vì nhà em không gọi điện chốt đơn, không tự nhiên gửi hàng. Tất cả nhà em các chị có đơn đều phải nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Được chưa? Đều phải nhắn tin đầy đủ địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Em không chốt đâu chị Nguyễn Thị Liên nữa nha. Chị nhận được hàng ở đâu em không biết nhưng chắc chắn không phải hàng nhà em. Được chưa? Nay là em không chốt cho chị Nguyễn Thị Liên đâu. Chị lưu ý vào đấy cho em luôn. Rồi A65 thêm một cái cho Nguyễn Thị Diệp. Còn chị nào chưa được các chị lên A65 em cho chị Thanh Hân có luôn một cái hết hàng. Hết luôn A65 nha các chị, không còn. Nâu cái còn cái size gì kia. M là đưa Hồng đây. Cái đấy để riêng ra đi, dồn để riêng ra một cục đi. Để lùi thà, lùi thùi ra. Hôm qua thì xong sớm mà chúng mày dọn kho như không. Đưa đây. Cái này lại còn size XL với cả 2XL nha các chị nhá. Hết A65 rồi chị ơi, không còn A65 nữa đâu. Phân ra, vứt ra, phân sai, phân số luôn. Em buộc cho nó nhanh cái tay lên gần là em cứ dệt dạt như bà có chửa. Cái này XL các chị em mình từ độ 55 cân đến 60 cân. Và size 2XL từ 60 đến 65 cân cho em nhá. Các chị chốt nhanh này. 55 đến 60 cân mặc XL, 60 đến 65 cân mặc cho em size 2XL. Em còn có mấy chiếc là em hết hàng thôi. Các chị vào đây, các chị em mình chốt nhanh luôn này. Cái này em tặng nốt luôn 62.000 đồng một cái. Lên luôn là A62 trong các chị kèm size XL và 2XL cho em luôn này. Con này lại chỉ còn size to là hết hàng. Lý do vì sao em tặng các chị em mình cái giá có 62.000 là vì nó không còn đủ size nha các chị. Chứ không các chị cứ vào các chị em mình bảo ôi dồi ôi em ơi chị mua thế ý thế nọ. Chị mua của em mình nhập của em cũng 89.000 rồi. Cái 89.000 giá em xả nhưng nó còn đủ size. Đúng không ạ? Giờ đây nó không còn đủ size thì em mới tặng nốt với các chị 62.000. Lên là A62 kèm size. Nghe kỹ vào đấy cho em luôn nha. A62 xong kèm size đằng sau. Chứ các bà đừng lên 2XL62 chịu không nhận đơn nói luôn. A62 size 2XL em cho chị Tình Phạm. Nhớ nhá, 55 đến 60 cân mặc XL, 60 đến 65 cân mặc cho em size 2XL. Đấy mỗi size mỗi số nó còn vài cái. Em dọn nốt cho các chị em ấy. XL cho chị Dung Thu, XL cho Ứng Vui. Lên cho em luôn là nhận được áo gió nam 160 và khoác nữ 190 rồi, đẹp quá. Em cảm ơn bác Phương Lê Thị nhá. Cảm ơn bác Phương Lê Thị. Cái này lên là A62 cho các chị kèm size 2XL cho Sa Phư.
Chứ hàng này em đố các chị đi nhập vào được giá này luôn. Em nói luôn, em bôi kem chống nắng thích mê rồi ơi, tôi bảo rồi, chịu khó mà bôi vào nhá. Chứ da mà không bôi kem chống nắng là vứt. Đây, cái này các chị lên là mã A62 trong các chị kèm size XL với cả 2XL. XL các chị em mình cứ từ 54, 55 đến 60 cân, 2XL từ 60 đến 65 cân. Đấy, chốt nhanh vào đấy cho em luôn là A62 trong các chị em mình kèm size nhá. Size XL em cho thạch thương có luôn một cái. Thạch thương có luôn này. Lên rõ cho em là A62 trong các chị em mình kèm với cả size. Nho chả biết có còn không. Nho lên là nho 90 không phải nho 95 đâu chị. Nho 90 không bán 95 nữa vì còn mấy hộp. Hết nho. Sao mà đã hết được? Nho các chị lấy các chị lên là nho 90 thì em còn 11 hộp là em hết hàng nhá. 11 hộp là em hết hàng. Nho này kể cả các chị em mình thôi thì để mình ăn luôn cũng được hay ăn Tết được. Alo. Cái giờ này còn cái 5 năm bao nhiêu rồi mà còn nháy nữa. Sư dở ta lại gọi cho chửi cho một hồi. A62 lấy đâu ra size L hả chị? Bốc đâu ra size L hả chị? Vo thủy. Em đã nhắc rồi, A62 là vì nó chỉ còn XL với 2XL nha. Ok, A62 XL cho chị Lê Thị Huệ. Sao mà nói to như thế rồi mà các chị vẫn không nghe kỹ nhở? Cứ toàn cứ một mình shop người ta nói một kiểu, xong một mình tự đi comment một kiểu thôi. Thế là thế nào? Đúng không? Em là cái đứa kể cả đang ốm giật nhưng mà em nói rất là to và rõ ràng. Vì nói nhỏ nghe cảm giác nó rất là khó chịu. Nghe lại mập mà mập mờ ấy. Nên em nói rất là to và rõ ràng đấy. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Nhắc nốt cho chị còn cái bộ màu nâu để cho chị nốt luôn bộ nâu còn nguyên size L đấy. Bộ này các chị chốt nhanh luôn nhá. Bộ này em còn size 45 cân đấy các chị em mình 45 đến tầm 56, 55, 56 cân cho em thoải mái hết luôn này. Đấy, cứ 45 cân đến 55, 56 cân cho em thoải mái. Em cho đi nốt luôn thanh lý 133.000. Cái này các chị lên comment cho em là xả bộ 133. Lên rõ giúp em nhé, quần trần trung trần cạp không phải là hàng 110-120.000 đâu. Em nhập vào cũng không có giá đấy luôn đấy. Em bán là hình như là vào là 152, xong em bán 159. Giờ nó còn mấy bộ em tặng nốt luôn 133.000 cho các chị em mình luôn nhé. Lên giúp em luôn là xả bộ 133, bộ u mì chuẩn cho các chị em mình loại 1. Chứ đừng vào comment là so sánh với bộ 110-120.000. Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Viền này của em toàn bộ là viền may nổi. Đấy, viền này toàn bộ nó là viền may nổi cho các chị em mình luôn. Được chưa? Chuẩn u mì cho các chị cầm chất nó sướng. Đây, trên con quần này cũng là viền này, là viền may nổi hết luôn này. 45 cân đến các chị em mình 55-56 cân cho em. Chốt nhanh vào đấy nốt là xả bộ 133. Đấy, 133.000 cho các chị em mình nữa là hết luôn nha các chị nhá. Nó còn đâu có ít thôi, nó không có còn nhiều cho các chị em mình đâu. Các bác mình vào, các bác mình chốt đốt đẹp dã man luôn. Chữ này của nó toàn bộ chữ nổ. Khách mua 159-165.000 về các chị em mình còn ngạc nhiên. Vì nó rất là đẹp. Đây là còn ít cho nốt cho các chị em mình luôn. Lên luôn là xả bộ 133. Ok, em cho chị Nguyễn Thị Thái một bộ, cho chị Thạch Thương một bộ. Lên comment rõ giúp em là xả bộ 133 nhá. 133.000 cho các chị em mình luôn này, đẹp dã man luôn chưa. Đấy, các chị lên rõ vào đấy cho em. Lên rõ là xả bộ 133. Vào xem bill của Thạch Thương em ơi. Comment rõ cho em. Cho chị Thu Vương có luôn một bộ xả bộ 133. 133.000 cho các chị em mình, cho nốt luôn cho hết hàng. Đấy, 133.000 cho chị Minh Thu có luôn một bộ. Minh Thu có luôn này. Lên rõ là xả bộ 133 vào Vân Nguyễn thêm chữ bộ vào em ơi. Chị Minh Thu có rồi nhá. Comment chuẩn cho em là xả bộ 133.000. Ok, cho chị Dương Hương một bộ. Hết chưa? Kiểm tra ở ngoài nữa xem nào. Cái này là bọn em nhặt hết các thứ ở ngoài rồi chứ. Không phải chỗ đấy nữa đâu. Chỉ có xem ở ngoài còn thì còn thôi. Trong này không phải mã bộ đấy đâu. Xả bộ 133 em cho chị Quyên Hoàng một bộ. Vân Nguyễn có một bộ rồi, thả ra. Không phải, em nhìn kỹ vào đấy đi. Bộ đấy đâu có phải đâu. Để kiểm tra bên ngoài thôi. Xả bộ 133 em cho chị Thủy Tung một bộ. Đấy, các chị em mình lên comment vào đấy cho em là xả bộ 133 cho nhân viên dọn nốt luôn. Thế hôm qua chúng mày dọn kho kiểu gì mà chúng mày không bỏ riêng được ra? Chúng mày dọn xong chúng mày lại ấp vào chỗ cũ thì chúng mày dọn làm cái gì? Chả có thấy giống dọn một tí nào luôn. Mà cũng thấy bầy bươn ra. Chắc là bới cho nó đổ ra xong lại xếp lên. Lên vào đấy cho em là xả bộ 133 cho em nhá. Ok, cho chị Lịch Thị Nguyệt một bộ. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là xả bộ 133 đẹp lắm. Bộ này là các chị em mình mua được bộ này giá 133.000 quá ngon luôn. Vì nó rất là dày và đẹp mà chữ của nó là chữ nổ. Em chịu nhập vào chả có giá này nhưng bán nốt cho các chị em mình. Giờ gọi là bán nốt cho các chị em mình vì em chuẩn bị em bán đồ Tết đến nơi rồi. Nên những cái này chỉ bán cho các chị em mình nốt, bác nào mình chốt được các chị chốt luôn nha. Tiếp cho các chị em mình luôn này.
Xả bộ 133 Nguyễn Thu Loan đuôi 626 nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Đừng comment số điện thoại trên livestream nhé chị nhé. Cho chị mã len ướt này, cho chị cái màu xanh tối qua chị mặc đâu. Lên comment vào đấy cho em luôn là xả bộ 133 cho em luôn này. Đâu rồi? Không phải xanh đấy. Chết thôi, thế chúng mày phân kiểu gì? Rồi nói đến cứ ù ù cạc cạc mày nhìn mơ mơ hồ hồ. Không. Xanh min. Chữ theo một dãy chữ ở đây này. Chị Nguyễn có luôn xả bộ 133. Đấy, chị nào chưa được các chị lên là xả bộ 133 để đưa cái phao nam đây. Mà hỏi đến mẹ cứ lơ tơ mơ luôn. Không biết các bạn cái xếp kho kiểu gì luôn. Cả một cái buổi chiều hôm qua chỉ có xếp kho, không phải làm đơn rồi. Thế mà để mày đến giờ này là cứ lơ tơ mơ thôi. Có biết đường bật cái điện chỗ cầu thang ấy lên không? Để nhìn không? Rồi còn chị nào chưa được xả bộ 133 các chị lên nốt nhá. Phao nam này, phao nam cái này có mấy cái bên này thôi, màu này đẹp lắm. Nhưng có mấy cái thôi à, các chị em mình phải chốt nhanh luôn nhá. Phao nam cho các bác mình em bán giá cho các chị bằng gọi là nửa giá thị trường. Ui dồi ôi, đẹp lắm các chị. Đẹp kinh khủng cho các bác mình luôn này. 50 cân đến 67, 68 cân cho em vẫn ok luôn cho em luôn này. 50 đến 67, 68 cân mũ không thích có thể tháo rồi. Nó đẹp một cách dã man cho canh luôn. Cái này các chị lên rõ cho em là phao nam 155. 155.000 một chiếc cho các chị em mình luôn nhá. Các chị phải chốt nhanh vào đấy cho em, lên cho em là phao nam 155. 155.000 cho các chị. Ui dồi ôi, đẹp lắm các bác ơi. Em nói thật luôn, quá mê mẩn cho các chị em mình luôn này. Lên rõ cho em là phao nam 155 nhá, còn nguyên cái size L này là 50 cân đến 60, tầm độ 67 68 cân cho em luôn. Phao nam màu này còn mỗi một cục này thôi đúng không? Kiểm tra bên kho chưa? Cái ngần sang bên kho nhìn cho kỹ vào. Lên rõ cho em là phao nam 155 nhá. Phao nam 155 em cho chị Trần Hà một cái, cho chị Nguyệt Nguyễn một cái. Nguyệt Nguyễn có luôn này. Cho lên rõ cho em là phao nam 155 comment lần thôi chị Trần Hà, sao comment lắm thế chị? Comment lần là được rồi nhá. Em mới mắt em tinh lắm, ok cho chị Hạnh Vũ có luôn phao nam 155 này. Cho chị Khuất Hoa có luôn một cái này. Lên giúp em là phao nam 155 cho Tòng Thị Quế một cái này. Tòng Thị Quế có luôn này. Em tặng có 155 nghìn thôi. Nhưng ai nhanh tay chị đấy được, chậm tay là hết luôn. Cho chị Vũ Mai Liên một cái này. Ai chưa được lên vào đấy cho em là phao nam 155. Cho chị Hiền Nguyễn một cái này. Thanh Trinh một cái này. Thanh Trinh đấy hết chưa? Còn mấy nữa? Cho chị Mai Tuyết một cái hết chưa? Khác thì là hết chưa, trong này chưa? Hết rồi đúng không? Hết luôn, không còn nha các chị, hết rồi. Phao nam 155 em hết, em không còn. Tòng Thị Quế được có màu, tôi đưa nốt màu đấy. Còn bao nhiêu cái đưa nốt đây. Đây cho các chị em mình. Màu này không phải khác một tí mà là khác rất nhiều luôn nha em. Hết rồi, phao nam 155 không còn rồi. Cái này 160 hơn 157 nghìn cho các chị em mình. Ui ôi đẹp thế nhỉ. 157 cho các chị luôn. Ui giời, mềm nhũn luôn các chị, sướng lắm luôn. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Cái này được bao nhiêu cái? Thôi có một cục em bán tặng luôn 152, cho mỗi người đi 5.000, không cần phải 157 nữa. Lên luôn giúp em là phao nam 152. Lên luôn cho em số 152 luôn cho nhanh đi. Cũng từ 50 cân đến tầm độ 65-67 cân cho em là đẹp nhất luôn. Lên luôn cho em là 152 nhá. 152 cho hết luôn đi các chị. Có mỗi cục thôi à. Cái này nó cồng kềnh mà không có hàng. Tại vì hàng này các chị bảo em buôn cũng toàn 160-165.000. Các bạn đi bốc toàn đánh cả xe tải đến bốc luôn. Thế nó còn ít nhân viên dọn hôm qua, các bạn đi dọn ra còn là em lên luôn. Mềm dã man, cái này lên cho em 152 luôn đi. 152 em cho anh Nguyễn một cái, cho Bùi Hà một cái, cho Ly Đinh một cái. Ly Đinh có luôn, lên luôn cho em là 152 nhá. Nhanh còn chậm hết luôn các chị. Lên luôn 152 cho chị Bông Xù một cái. Bông Xù có luôn này, cho chị Chán Bướng một cái. Lên rõ cho em là 152 là được luôn. Ok, 152 cho Thạch Thương một cái. 152 cho Liên Đỗ một cái. Chỉ cần lên cho em là 152 là được thôi. 152 em cho chị Anh Pi một cái. Cho chị Phương Hằng một cái. Cho Hoài Lê một cái, hết hàng. Hết luôn 152 rồi, các chị không còn 152 đâu, hết luôn. Hết sạch luôn 152 không còn nha. Tiếp trên còn cái màu gì hôm sang chưa? Hết 152 nha mọi người, em không còn nữa đâu ạ. Eo đẹp dã man cho các chị em mình luôn.
Áo phía sau á, áo phía sau là 179. À tôi chết rồi, nhầm rồi, không phải 179, 18, 11 tôi cứ lên là 179 luôn đi. Thôi các chị không so sánh nha, em còn mấy cái. Cái này các chị lên là 179, cái này là cardigan lông thỏ. Đây các chị nhìn này. Toàn bộ của nó là lông thỏ nhá các chị nhá. Đấy các chị lên comment vào đấy cho em là 179 cho em luôn đây các chị nhìn sát này. Đấy nó là cardigan dáng vừa. 38 đến 60 cân ok. Lên vào đấy cho em là 179 còn có mấy cái thôi. Không không em không dự bị phao nam nào đâu chị ơi. Mai Tuyết được 152 à cái gì phao Tuyết? À, Mai Tuyết thì như được 155 rồi. Nghe vào đấy đi chị đừng hỏi em nhá. Nó lên comment em đọc rất là rõ ràng cho các chị em mình rồi. Em không dự bị phao nam một cho một người nào đâu. Em nói luôn. Em bán cái giá có trăm năm mấy nghìn một con phao nam. Em không có bấm dự bị đâu ạ. À. Chị nào được đọc tên là được đây. Ai gì đây. X. Nhìn kỹ là chị lên X. Đây cho các chị em mình luôn này. Cái này nó nhỉnh hơn được một tí. Thì 55 cân đến tầm độ kể cả 55 cân đến tầm độ 68 cân cho em vẫn mặc ok luôn này. Cái này nó nhỉnh hơn một chút thì 55 đến 68 cân. Em cho luôn là 158 nghìn nhá. Lên luôn cho em là má 158 luôn cho em này. 158 này được bao nhiêu cái em? Ôi ôi đấy. Tức là cái này của em đáng ra là khách ôm hết sạch. Nhưng mà kiểu bên kia phao nữ phao nam nó tràn ngập một kho luôn ấy. Thế là thành ra là lúc các bạn ấy bốc thì nó cứ còn lại lẻ ít lẻ ít. Chứ không cái dòng này các chị bảo kể cả em đổ buôn 165 nghìn khách toàn đánh cả cái xe tải. Đánh toàn cả cái xe tải mấy tấn đến chở thôi. Chứ không cũng không còn được cho các chị đâu. Ui dồi ôi đẹp thế. Cái này lên cho em là 158 đúng không? Vâng. Lên nhanh cho em là 158 nhá. 158 em cho 179 nhá chị Thiên Nhã Caridan kìa. 179 nhá chị Đức Việt Nguyễn kìa. 179 nhá chị Nguyễn Tùy kìa. Caridan đấy. 158 em cho chị Ngát Nguyễn. 158 cho Nguyễn Thị Diệp. 158 em cho chị Nguyễn Thủy. 158 cho chị Ly Đinh. Các chị lên giúp em là 158. 158 cho chị Thanh Thanh. 158 em cho chị Phương Lan. 158 cho Nguyễn Oanh. Còn có một cái 158 nữa là hết. 158 cho Tường Vi hết hàng. Hết luôn 158 nha các chị. Không còn 158 đâu, còn cái màu gì nữa đây. Ghi ghi này. Ghi ghi này các chị lên comment vào đây cho em luôn là. Comment vào đây cho em luôn nhá. Ui ui. Đẹp lắm các chị. Ghi này cũng thế. 50 năm 50 năm 2 đến tầm độ 67 68 cân thoải mái. Ghi này được mấy chục em? Ghi cũng có mỗi bằng này rồi. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là mã 1157. Lên luôn cho em cái này là 157 cho em luôn nhá, 157.000. Nhanh còn chậm hết luôn các chị. Nó không có còn nhiều, 158 hết rồi. Cái này mà có hàng thì kể cả là 1.000 cái em cũng bán hết trong ngày. Vì khách qua cứ toàn 600 cái, nhét căng một xe luôn là trở về. Các bạn ấy bán kinh lắm, các bạn ấy cứ bán 199 với cả 230 là rẻ lắm rồi đây em bắn tặng cho các chị em mình có 157.000 luôn. 157.000 một con phao nam này. Bán rẻ nhất cái đất nước Việt Nam luôn. 157 em cho chị Nguyễn Ngọc Hoa. 157 cho Tòng Thị Quế. 157 cho em nhá. 157 em cho chị Kim Thanh Kim Thanh. Chỉ cần lên cho em là 157 em đọc như nào comment như thế. Còn má nào em đọc là phao nam 15 mấy thì mới lên là phao nam. 157 em cho chị Diệu Hoan. 157 cho em ạ. Tòng Thị Quế cứ rồi cho Hồng Nhung có 157. Nguyễn Anh có 157. Lên luôn cho em là 157. Nguyễn Ngọc Hoa đã được đọc tên rồi đừng comment nữa chị. Sang Lương có 157. Bích Nga Nguyễn có 157. Lên vào đấy cho em là 157 cho em 60 cân mặc đẹp lắm chị ơi. 60 cân như chồng em mặc là nét cà phê luôn. 157 cho chị Nguyễn Diệu. Rồi 157 em cho chị Thu Ngân Nguyễn Thị. 157 cho Tiếp Bùi. Chị nào mình chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là 157 cho em nhá. 157 em cho chị Hiền Lê. Chị Anh Nguyễn có rồi ạ. À. Em còn một chiếc 157. 157 em cho Hạnh Vũ là hết hàng. Ok Hạnh Vũ có 157. Hết luôn 157 rồi mình ơi, không còn nữa đâu. Hết 157 luôn nha các chị. Đúng rồi đây này, con len ướt của con chị mặc đây này. Con len ướt này. Con len ướt này các chị chốt nhanh vào đây cho em là VIP 1. VIP 1 thôi các chị kèm giá 135.000. Nó đẹp một cách kinh khủng. Nhưng không còn nhiều đâu nha. Len ướt bán toàn 185-188. Có giảm cho các chị được tí thì cũng giảm được 100 là 178.000. Em cho các chị em mình luôn 135.000 mã là VIP 1. VIP 1 xong các chị kèm giá 135 vào đấy cho em luôn. 40 đến 65 cân cho em luôn. Đây nó là chân ái của chị em mình. VIP 1 kèm giá 135 cho em luôn nha các chị nhá. Sướng không? Màu đỉnh không? Quá đẹp luôn ạ. Con này các chị mặc với quần lót lông thì không cần phải nghĩ gì nữa luôn. Mặc với quần lót lông à. Ôi rồi ôi Giang ơi sao mà đẹp thế. Lại không biết đến Giang sớm hơn.
Nhưng biết đến Giang sớm hơn thì lại không có giá này. Đúng không ạ? Nó đã là 178, 188 rồi. Lên cho em là VIP 1, xong các chị kèm giá 135 đằng sau cho em luôn. 157 hết rồi, phao nam còn, đang cho nhân viên dọn bên kia. Em đang cho nhân viên dọn bên kia, còn phao nam em lên tiếp cho các chị em mình nhá. Các bác mình đợi tí. Ok, VIP 1 em cho chị Nguyệt Nguyễn một cái, nặng mà đẹp lắm. Đẹp kinh khủng, chị Nguyệt Nguyễn một cái. VIP 1 em cho Thu Thảo một cái. VIP 1 cho chị Lê Hòa một cái. Nhà em Tết đấy các chị. Tết đi chơi đi trước các thứ. Ba chị em từ em đến Thảo đến Phương toàn mặc len ướt thôi. Cứ mặc với sock hoặc mặc với chân váy hoặc mặc với quần legging, legging các thứ xong đi bốt đẹp lắm. VIP 1 chứ đừng lên là VIP 135. VIP 1 cho Tòng Thị Quế một cái. VIP 1 cho Nguyễn Thị Diệp một cái. Ok, cho chị Lê Thơm một cái. Kèm giá giúp em nha các tình yêu. VIP 1 các chị kèm giá cho chị Nguyễn Thị Thái một cái. Nguyễn Thị Thái có luôn này. Lên vào đấy cho em là VIP 1. Xong các chị em mình lên comment vào đấy cho em luôn. Ui ui, các chị nhìn cho em luôn này. Em nói thật, các chị nhìn cho em luôn, sướng không? Đấy, đây là nó thêu nha các chị nhá. Thêu cho các chị em mình luôn. Cứ 40 cân thì các chị em mình 65 cân. Các bác mình lên comment vào đấy cho em luôn. Comment vào đấy cho em. VIP 1 chị Nguyễn Thị Thái có rồi, cho chị Vo Thủy một cái. Kèm giá lên nha. Chị Hồ Trang đuôi 287. Nhắn cho em địa chỉ thoại và tin nhắn để lên cho chị em ơi. VIP 1 em cho chị Hạnh Vũ một cái, Đào Điệp một cái, kèm giá cho em mà Hạnh Vũ có, Đào Điệp có. Cho chị Quách Duyên một cái. Nguyễn Mến đuôi 455, nhắm địa chỉ thoại vào tin nhắn. Cho chị Quất Hoa một cái. VIP 1 các chị kèm giá lên. Lê Thị Huệ một cái, kèm giá lên, kèo nặng thế nhỉ. Lê Thị Huệ một cái. Hương Bùi một cái. Kèm giá các chị ơi, Vo Thủy có một cái rồi. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy là VIP 1 xong các chị kèm giá 135 lên cho em. Nhanh nhá, nhanh còn nó chậm tay còn mỗi cái này thôi. Eo ơi, nó kinh khủng, các chị nhìn cho em luôn này. Nói thẳng, kể cả con này 188.000 chưa một người nào phải nghĩ luôn. Ok, chị Dương Hương có luôn một cái. Dương Hương có luôn một cái đây. Comment vào đấy cho em luôn nhá. Mã là VIP 1 xong các chị kèm giá cho chị thêm Nguyễn một cái. Thêm Nguyễn một cái, em nói thật. Kể cả các bà có làm ra năm, các bà làm ra cả tỷ. Tháng các bà 100-200 triệu vẫn mặc áo này nhà em bình thường. Chứ chỉ có mẹ mấy cái con ăn chơi nửa mùa. Thì bà bảo ui thế nọ, ui thế kia đúng không các chị? Em nói thật, toàn đi ô tô. Tháng em làm ra vài trăm là chuyện bình thường. Tết đến không những em đâu, cả Phương nhà em, cả Thảo. Kiểu nó thích đấy các chị vì nó ấm. Mà còn không cần phải mặc thêm áo khoác luôn. Mà con này này là cứ mặc với sock da hoặc mặc với chân váy xong đi bốt thôi hết chứ em. Để lên cho chị đi. Cho chị Tuyết Lam một cái. Thêm Nguyễn có rồi ạ. Cho chị Quyên Hoàng một cái. VIP 1 các chị kèm giá lên. Chị Hương Bùi có rồi ạ. Dung Thu một cái. Cho chị Mai Tuyết một cái. Dung Thu có rồi nhé mình nhá. Len ướt nhà Giang phối kiểu gì cũng sang chuẩn chuẩn nhà Bắc Liên nhở. Thế nên em mới bảo nó như kiểu chân ái của chị em mình ấy. Kiểu như các chị mặc với legging xong đi với giày cao cũng đẹp. Hoặc là các chị em mình đi bốt cũng đẹp. Hoặc các chị mặc với chân váy ngắn ấy, xong các chị đi bốt cao đến đùi cũng đẹp luôn. Đó, các chị em mình ok cho Chán Bướng một cái VIP 1. Kèm giá 135 cho chị Hoan Hoàng một cái VIP 1. Các chị nhớ kèm giá vào cho em luôn nhé. VIP 1 các chị kèm giá 135.000. Nói chị nào chưa được, năm ngoái em mua màu đỏ 189 chuẩn luôn Lê Thị Huế. Chuẩn luôn đấy. Em bảo toàn 188, 189 à. Nhưng năm nay nó chẳng còn màu đỏ nữa đâu. Và mỗi cái màu xanh min này là em thấy gọi là mê mẩn lắm rồi nhé. Có cái là nó hơi nặng. Đúng thật sự với các chị, có cái là nó hơi nặng đấy các bác. Ủa, nặng lắm nhưng nó ấm. Lê Thị Huệ có rồi nha, chị Lê Thị Huệ. Chị nào chưa được các chị lên nốt này. Đẹp lắm luôn, con này tối qua em mặc đấy các chị. Để những cái dòng này các chị mặc nó ấm. Bác nào chưa được lên một mà VIP 1 xong kèm theo 135 đằng sau cho em luôn. Này, qua cho các chị em mình luôn này. Đây nha các chị nhá. Ok, đừng lên là VIP 135 mà là VIP 1 cách 135. Mã của nó là VIP 1, giá của nó là 135.000. Nên các chị em mình phải comment đầy đủ vào đấy cho em luôn. Ok, em cho chị Nguyễn Thùy Liên một cái. Nguyễn Thùy Liên có luôn này. 189 tranh nhau mỏi tay mới mua được. Bác Nguyễn Vân, khách cũ thì đều biết nhưng khách mới các bà ấy có biết đâu. Khách mới các bà ấy cứ sợ là ôi chắc hàng loại 2. Khổ, nó còn có ít màu. Thì bán cho các chị em mình thôi. Chứ còn các chị bảo giá thật sự đúng như các chị em mình nói đấy. Khách nhà em thì không có nói điêu đúng. 189.000 còn tranh nhau không được. Đúng ạ, nhưng các chị bảo khi đấy này. Màu đỏ này, màu hồng san hô này. Đúng ạ, nâu này. Đấy. Thế các chị bảo những cái màu đấy mà giờ này bảo em thì em chịu. Màu đấy giờ các chị bảo Giang ơi chị cho em 200.000. Em bán cho chị các em cũng chịu, còn đâu mà bán. Còn đâu mà bán. Em còn tưởng màu này cũng hết rồi cơ. Đấy thì màu hôm qua chúng nó xếp ra, cắt bao ra. Ok, cho chị Bích Dung một cái. Cho chị Vân Nguyễn một cái. Ok bác luôn này.
À, đó em shop em bán rẻ, có phao siêu nhẹ, có phao siêu nhẹ đầy nhưng mà em đã lên được phao siêu nhẹ đâu. À, hình như phao siêu nhẹ lên mấy lần rồi mà đúng không? Nhưng mà còn lát em lên cho các chị sau. Rồi còn chị nào chưa được nhá các chị lên. Và đấy cho em là mã VIP 1. Xong các chị kèm giá cho em 135.000. Mới nhận được áo len này đẹp lắm, sướng không bác Tuyên Phan. Bộ 148 cả nhà, mặc cả nhà ai cũng khen đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Hương nhá. Cái nâu này là mã xả bộ 133 chị ơi đây này. Bộ Umi nhưng chỉ còn một cái size L này là 45 đến cân đến tầm độ 56 57 cân. Đấy 45 đến tầm khoảng 56 57 mặc được. Viền này toàn bộ viền may nổi hết luôn các chị. Nó là mã xả bộ 133.000. Đợt ra Tết vừa rồi phải gọi là đại tiệc len ướt nhà em, bữa nào cũng vào săn, mua đủ màu không sợ lạnh Bắc Liên. Năm nay là cũng lạnh kinh đấy các chị. Năm nay ra Tết nó nhuận. Nó nhuận 2 tháng 2 nên xác định nó phải lạnh. À, ôi thế á, chị Tuyên Phan chắc có khi là hết. Xả bộ 133 đây nhá các chị nhá, 133.000. Đừng lên là 133 mà phải lên rõ là xả bộ 133. Chứ các chị mà lên 133 là chúng nó không tìm được đâu. Xả bộ thì để bọn nó còn biết là mã này. Vì mã này nếu như giá em bán là 159, các chị lên rõ là xả bộ 133 vào đấy cho em luôn nhá. Ok, cho chị Nguyễn Ngọc Hoa một bộ. Nhớ nhặt nốt cái mã chị xả bộ này luôn nhá em nhá. Chị nào chưa được các chị lên comment. Bộ em mặc thì cao nhưng mà chả biết có nên lên, tại vì bộ này bán 450.000 cơ. Xả bộ 133 cho chị Đào Điệp một bộ. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là xả bộ 133. Đây quần, em ơi quần lót lông đưa chị luôn. Quần lót lông bác nào chưa chốt được các bác mình chốt luôn. Còn mỗi một bao hay là hai bao ở ngoài chưa cắt. Không phải là xả một mà là xả bộ chị ơi. Xả bộ 133. Còn mấy bao chưa cắt? Hai bao chưa cắt đúng không? Hai bao chưa cắt thì thôi là bán nốt trong này. Xả bộ 133 cho chị Ngân Phan một bộ. Nào quần lót lông ạ. Q99 99.000 đồng một cái. Chị Nhài Dương xả bộ 133, chị đuôi 311 ấy. Chị nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn đây. Những con này mà mặc với cả len ướt là hết nước chấm này. Mặc với len thổ là cũng ối rồi ôi luôn này. 99.000 đồng một cái. 40 cân đến các chị em mình 65 cân mình đang mặc cho em ok. Đẹp kinh khủng cho các chị lót lông nhá. Các chị mặc không cũng được, không cần phải là các chị em mình, nó không phải nó mỏng như quần tất đâu. Em ơi để lên đây VIP 1 em cho chị Yến Nguyễn nhá. Để cho chị Q99 lên đây các chị nhìn này. Đây là chân nếu như các chị 40 cân này. Đây là chân các chị 50 cân này. Đây là chân các chị 60 cân này. Đây là chân các chị 65 cân này. Nó co giãn sướng lắm các chị ơi. Các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn, sướng lắm em nói thật luôn. Lên cho em, ui dồi bác Tuyên Phan nay lại mua thêm à. Em chưa mua mấy cái rồi nay lại mua. Em nói thật luôn, em bao cho các chị em mình quá đỉnh luôn, chuẩn chỉ hàng Quảng Châu của em luôn. Hàng em cắt cả nguyên bao đấy các chị. Rồi Q99 hai cái ok chị Tuyên Phan này. Thùng đâu em? Một đứa lấy thùng đi. Hai cái chị Tuyên Phan này. Hai cái cho chị Lê Hòa này. Các chị lên cho em là Q99. Đợi chưa, 99.000 một cái. Hai cái bị lấy mất một cái rồi các Tuyên Phan. Lên rõ giúp em là Q99. Hai cái cho chị Nguyễn Anh này. Đến đây chị em để một cục này. Ok chị Nguyễn Anh có luôn hai cái này. Thả luôn một cái vào đấy đi. Ok em cho chị Phượng Nguyễn một này. Xả bộ 133 cho Nguyễn Oanh một bộ này. Cho chị Bích Dung hai cái này. Cho chị Hương Hà có luôn hai cái Q99 này. Q99 cộng VIP 1 cho Trâm Nguyễn này. Ok Trâm Nguyễn hai cái cho Tòng Thị Quế này. Hai cái cho chị Dương Loan này. Dương Loan có luôn tiếp em ơi. Một cái cho chị Chiêu Chiêu này. Một cái cho Trần Thơm đuôi 905 nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Xả bộ 133 cộng Q99 cho chị Bươm VL vì Bươm à. Ôi giời ơi, tôi mệt thật sự luôn ấy. Nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn kiểm tra luôn em ơi. Một cái, hai cái chị Phượng Nguyễn có rồi ạ. À. Hai cái cho chị Hoàng Minh này. Tiếp cho chị em ơi, hết rồi. Ok, chị Hoàng Minh hai cái. Chị Quang 6 hai cái. Cho chị Hà Trang hai cái. Tiếp này. Cho chị Bông Xù một cái. Cho chị Vi Vi một cái. Chị Phương Lan có hai cái. Xả bộ 133 cho chị Gấm Mồng một bộ. Q99 hai cái cho chị Lưu Hình. Ba chiếc cho chị Dung Đỗ. Ok, chị Dung Đỗ một cái cho chị Hoan Hoàng. Một cái cho chị Tình Phạm, thế là cắt bao ở ngoài luôn rồi. Cho chị Hương Trang có một. Tuyết Minh đuôi 526 nhắn cho em địa chỉ điện thoại và tin nhắn hai cái. Ok ạ, à, chị Hồng Hải có luôn một cái ạ. Cho chị Quận Quyên Hoàng một cái ạ. Tuyết Lam có rồi nha. Hương Trang có rồi, Hoàng 10 một cái ạ. Thu Ngân Nguyễn Thị một cái ạ. Quyên Hoàng có rồi. Chị nào chưa được lên Q99 quần lót lông. Eo ơi nó đỉnh à. Em ơi nhìn kỹ nha. Chả lại cắt nhầm bao là chết đấy. Hai bao như một bao nó khác đấy. Ờ, cắt kiểm mang vào cho chị luôn. Q99 chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Tôi lạy bà, bộ trong người tôi là 450.000 nha. Q99 hai cái chị Nguyễn Diệu, một cái cho chị Vân Thu, một cái cho chị Nguyễn Thu Anh.
Được chưa? Bộ này chưa kiểm kho, chưa biết là còn không, nếu như còn ít thì mới xả. Em không mặc áo, em đang mặc bộ xả 133 là bộ u mì nha. Xả bộ 65 cân không vừa nhá chị nhá. Xả bộ 133 là bộ u mì. Kiểm tra kỹ cho em. Không, nói là mã khác đấy. Cái mới ôm vào đâu. Ok, còn chị nào chưa được các chị lên. Ui dồi ôi, sướng lắm luôn các bác. Đấy, quần lót lông nha các chị nhá. Lên comment vào đấy cho em là Q99. Đúng rồi, quần này mua phải 160. Chuẩn chỉ luôn bác. Khách của em còn bảo mua 130 thì nháo nhét, không giống quần nhà em. Mua 160 thì lại là quần len cũng nháo form. Đấy, còn riêng quần này nhà em bán 99.000. Nhưng các chị yên tâm đi, mặc nó sướng cái cuộc đời cho các chị em mình luôn. Từng cái đường kim mũi chỉ của nó cũng đẹp luôn này. Đã không? Sướng quá cho các chị em mình luôn, còn gì các bác. Em cái này nhá, nó có cái quần mà lót trắng, lót lông trắng nhưng em lại không thích. Lót lông trắng các chị cảm nhận là nó bẩn không? Đấy này, lót cái lông này rất là thích luôn này. Xả bộ 133 cho chị rùa con, một bộ u mì luôn này. Q99 Nguyễn Mến, nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Đừng comment số điện thoại trên livestream chị nhá. Q99 em cho rồi, không tạo được bill em ơi, bảo anh. Thêm cái cho chị Bùi, thêm cái cho chị Dương Loan này. Một cái cho chị Bùi Vân này, một cái cho chị Mơ Giáp này. Ông em ơi, bảo anh xuống xem đi, không tạo được đơn nữa kìa. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là Q99 nhá. Một cái Mơ Giáp có rồi, bác Bùi Vân có rồi, chị Hòa Trịnh một cái. Ok, chị Đinh Nguyệt một cái, chị chuyển khoản. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là Q99. Là quần lót lông, ok chị Thỏ Mến có luôn một cái. Chị nào chưa được các chị lên comment, cái đấy có bấm được không? Hai cái cho chị Hoàng Diệp, ok chị Hoàng Diệp hai cái. Chị nào chưa được Q99, được không? Đấy đây, máy này đây, thoát ra vào lại xem nào, để chị còn kéo từ dưới lên chị bấm đây này. Nó cứ toàn bị tạo lỗi này. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em nha. Đây để em xem đến đâu này. Rùa con có này, thêm Dương Loan, Bùi Vân này, Mơ Giáp này, Hòa Trịnh có rồi này, Thỏ Mến có này, Hoàng Diệp có hai, Trinh Hoàng có một, chị Nông Thị Hoa có một. Năm mấy cân cũng mặc được hết nha. Cứ 40 cân đến 65 cân vì mặc đến đâu nó giãn đến đấy rồi. Cho Nhi Còi một cái, cho chị Hồng Liên Bùi một cái. Xả xem bộ 16133 qua mã rồi, đã lát nữa sau. Cho chị Ngân Phan một cái. Rồi còn chị nào chưa được cho chị Hiền Trần Thị một cái. Hiền Trần Thị có luôn này. Mới nhận quần áo nhà chị Giang, eo nó sướng. Trời ơi, em cảm ơn chị Thi Vũ nha. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Mã cho em luôn được rồi. Này em ơi, để xuống đây em ơi. Comment vào đấy cho em luôn là mã Q99. 99.000 không. Em dừng bán thảm lâu rồi chị ơi, em không bán thảm nữa đâu. Khiếp quá trời này. Bán thảm đóng đơn đã ớn hết người luôn rồi các chị. Còn chị nào chưa được là Q99 cho chị Nguyễn Văn có luôn một quần. Đúng rồi, Q99 là quần lót lông tình yêu ơi. Q99 nó là quần lót lông nhá chị nhá, sướng cái cuộc đời luôn các bác. Này bác nào chưa được các bác lên cho em là Q99. Đã chưa? Mê cho các chị em mình chưa? Nó co giãn thì phải gọi là thôi rồi luôn các chị. 40 đến 65 cân chơi tuốt tuần tuột luôn. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment, khách đã xả đơn rồi đừng có lên comment. Không đến lúc em nói cho lại tự ái nha. Lại bảo em là sao mà mày ghê gớm thế. Đúng không ạ? Người ta hiền với bụt chứ không ai hiền với ma đâu. Rồi, qua cho các chị em mình luôn nhá. Q99 ok, bác Vũ Thị An có luôn một cái. Chết thôi, bảo bán rồi bao thôi mà lại bán hết luôn rồi còn đâu nữa. Đấy, Q99 em cho chị Đào Thị Thu một cái. Bác nào chưa được Q99 các bác lên là Q99 nhá. 99.000 đồng một quần cho các chị. Xả bộ 133 là bộ u mì. Còn nguyên size L 45 đến tầm độ 55-56 cân thoải mái. Cho chị một cái VIP 1, ok chị Đức Việt Nguyễn có VIP 1. Đức Việt Nguyễn có luôn VIP 1 luôn, vitamin không hỏi like ở đây chị ơi. Vitamin ở kho này không có, vitamin em để hết ở trên ba vì rồi. Nhá chị nhá, nên là đừng có vào like này hỏi vitamin. Đấy, bộ này là xả bộ 133.000, nó là bộ em bán 159 ấy. Đấy, chữ nổi bộ này là bộ em bán 159 ấy mà, giờ em cho nốt 133.000. Còn mấy chục bộ nữa em? Còn nữa không? Em bán 159.000 đấy, em cho nốt luôn 133. Lên là xả bộ 133. Quần lót lông các chị lên là Q99 là 99.000 một quần. Nó đẹp lắm luôn các chị, đây các bác nhìn này. Sướng không? Mê cho các chị, không phải là xả một mà là xả bộ. Xả bộ 133.000 chị nhá. Đấy các bác nhìn cho em con quần lót lông sướng không? Đã đời cho các chị em mình chưa? Ôi dồi ôi, em nói thật luôn.
xuống làm áo sau là 179 bác ơi, tại vì em đọc xả bộ 133 cho chị Nguyễn Thu Anh. Quy 99 bác Nguyễn Cần Thắng. Nguyễn Cần Thắng đuôi 226 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Không comment số điện thoại trên này vì nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. Em bán đến năm nay là 8 năm rồi, toàn bộ các chị em mình có đơn nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Ok, xả bộ 133 em cho chị Hoàng Diệp một bộ. Áo sau các chị lên là 179, nó là cardigan lông thỏ, dáng vừa đấy, cardigan lông thỏ dáng vừa. Chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh cũng mặc được luôn. Rồi, bác nào chưa được quần lót lông nữa lên cho em Q99. Bộ chị mặc đếm cho chị xem nào. Nếu như còn dưới 200 bộ thì để chị xả. Còn trên 200 bộ thì thôi đừng xả. Còn nhiều lắm á. Nhưng mà còn đến 200 không? Không đến 200 đâu cái gì. Xả bộ 133 cho chị Nguyệt Bảo một bộ Q99 từ 40 đến 65 cân vẫn ok chị ơi. Bộ em mặc đó là hàng 450 cơ. Khách em đang bán toàn 450 hết luôn, nó không phải bộ thường. Nên chị nào có nhu cầu mua thì các chị hãng mua nha. Cho chị lên cho chị màu chị mặc trước luôn đi. Lên màu chị mặc trước luôn nhá. Mấy màu nâu tây lên màu em mặc trước luôn. Để xem nào còn nữa không. Tại vì rằng là nếu như còn dưới 200 bộ thì em xả cho các chị em mình. Cái này các chị lên cho em luôn là VIP 2. Xả bộ 133 Thu Hà Nguyễn đuôi 703 nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Kể cả 40 đến 60 cân nhá, nhưng mà nó dày kinh lắm các chị. Đưa đây chị em ơi. Nó dày kinh khủng lắm, kể cả như cái quần của nó cũng kinh dị luôn đây các chị nhìn này. Nó kinh dị luôn vì nó không phải hàng rẻ đâu, không phải hàng trăm mấy đâu. Không phải hàng trăm bảy trăm tám đâu. Đây các chị nhìn đây này, nó như một cái chăn luôn. Rùa con thì như có rồi, nó như một cái chăn luôn đây này mình này. Nó không phải cái bộ 178 đâu các chị. Đấy đây các chị nhìn cỏ quần của nó. Các bác mình thấy kinh khủng không? Sợ luôn. Đấy toàn hàng các bạn đi hot girl, các bạn đi bán toàn. Nó là hàng hàng xịn luôn, hàng VIP luôn. Chị nào mình có nhu cầu các chị mua những áo của nó là khoác lửng theo bộ như này đây các chị này. Đấy chị em nào mà mình thích chuẩn chỉ cho các chị hàng Quảng Châu luôn. Em bán cho kể cả 40 đến 60 cân các chị vẫn mặc được mà. Cái này các chị lên cho em là VIP 2. Thôi không lên VIP 2 nữa mà các chị lên là B1 đi. B1 nhá, xong các chị em mình kèm giá vào đây cho em luôn này. 250.000 một bộ. Em nói luôn ạ. Em bao hết cả giá nhập nhưng phải chuẩn chỉ loại 1 như thế này. Chứ đừng so sánh với cái hàng thề lề ra sờ vào thì nhão form chảy xệ nhá. Khác hoàn toàn luôn ạ. Em cho 250.000, chị nào thích lên cho em là B1 kèm giá 250. B1 xong các chị kèm giá 250, nó ấm kinh khủng. Đừng lên VIP 2, lên luôn là B1. Em nhắc rồi, đừng comment địa chỉ số điện thoại trên này nha các chị. Thêm hai cái quần Q99 cho Nhi còi, cái ok Nhi còi. Đây có 3 bộ rồi đấy. Cái 3 bộ mà nó kinh dị như thế này rồi. Thôi em thả luôn dưới đấy đi. B1 em cho chị Tuyên Phan một bộ. Cho chị Ngát Nguyễn một bộ. Em cho chị Chiên Lý một bộ. Cho chị Nguyễn Thu Anh một bộ. Cho chị Nguyễn Thị Thái một bộ, cho chị Ngô Thị Lạc một bộ, chị Bích Dung một bộ, chị Thúy Hà một bộ. Nhớ nha, nếu như nó còn trên 200 là chúng mày bù lỗ cho chị đấy. Cho chị Thúy Vũ một bộ, còn dưới 200 chị mới xả. Cho chị Ly Cao một bộ, lên cho em là B1, cho chị Anh Nguyễn một bộ, Hoài Thương Nguyễn một bộ, 250.000 một bộ. B1 cho chị Triệu Điện một bộ, Triệu Điện có luôn, cho chị Xuyên Nguyễn một bộ. Xuyên Nguyễn có luôn này, B1 kèm giá 250, Nguyễn Minh Trang một bộ. Nó kinh dị lắm, nó dày nó đẹp. Cho chị Bùi Mai một bộ, Dung Kẻ một bộ. Hai bộ cho con nhím. Hai bộ cho con đi nhím này. Đừng tính bộ của chị nữa đâu nha. Bộ này nó hết chưa? Cho chị dự bị cho chị Quất Hoa một bộ hết hàng. Hết luôn B1 rồi nào, còn màu nào lên tiếp em ơi. Không đổ buôn nữa. Bác ơi em đổ buôn hơn 300.000 làm gì có giá này đâu. Đâu có phải là hàng vừa mới sản xuất đâu các chị. Hàng này của em là em về cách đây hơn một tháng cho khách bán rồi. Em có ý định bán lẻ đâu. Em để Tết em mặc đấy, mất thế hôm nay em lại lôi ra em mặc đấy chứ. Màu xanh các chị lên là B2 kèm giá 255. B2 các chị kèm giá 255.000. Chuẩn chỉ của em hàng Quảng Châu, không phải hàng xưởng nha các bà. Nên các bà lưu ý giúp em, các bà đừng so sánh với hàng may lại. Hàng may lại các bà mua 189 không so sánh được với bộ này của em đâu. Em nói thật vì nguyên con áo này các chị mua đã là hơn 200 rồi. 27, 28 con áo rồi mà con quần của nó kinh dị luôn. Chưa thấy một cái mã quần nào nó dày, nó đỉnh như cái mã này luôn. Đẹp lắm. Đấy, mẫu người ta mặc người ta còn chẳng thèm buộc chun, người ta cứ để nguyên như này luôn này. Đấy các chị, đẹp lắm luôn ấy. Không phải nó đẹp bình thường mà nó rất rất đẹp luôn. B2 B2 các chị kèm giá 255.000. Em mới chốt, còn không em chả có chốt luôn. Còn được đâu, có mấy bộ.
B2 còn được tầm khoảng 30 bộ. B2, B1 em không còn. B2 em cho chị Ngát Nguyễn một bộ. Đẹp lắm luôn các chị nhà ơi, B2 này. Trời ơi, B2 em cho chị Dương Hương một bộ. Các chị lên là B2 kèm giá 255.000 em nhá. B2 của chị là 255 đấy. Ôi trời ơi các chị nhìn này. Nó như một cái chăn cho các chị em mình luôn rồi, sướng lắm. B2 em cho chị Phó Thủy một bộ. B2 cho chị Thúy Hà một bộ. Cho chị Đào Điệp một bộ. Kèm giá 255 lên chị ơi. 255, ok chị Thúy Mùi, à Thúy Nui một bộ. Cho chị Tuyên Phan một bộ. Lên comment vào đấy cho em là B2 nhá. B2 255 cho Nguyễn Trâm một bộ. Cho Hương Đoàn một bộ. Cho chị Tuyết Nguyễn một bộ. Cho chị Hải Nam một bộ. B2 255 em cho chị Ngô Thị Lạc một bộ. Chị Đượm Nguyễn một bộ. Đượm Nguyễn một bộ này. Kèm giá lên 255.000. Chị Hoa Mặt Trời một bộ. Em còn có một bộ vào của chị Đượm Nguyễn với chị Hoa Mặt Trời thêm giá. B1 không còn hàng, đừng ai lên B1, B2 cũng còn có bộ nữa. B2 em còn có bộ nữa hết. B2 em cho chị Huyên Đông một bộ hết hàng. Ôi dồi ôi. Hết luôn nha, 255.000 hết rồi. Này em ơi. Hết luôn rồi, B2 không còn đâu. Em bảo nó chỉ còn tất cả các màu còn tổng cộng lại chứ không phải một màu còn 200. Một màu mà còn 200 em bán được, các chị em mình có 200 mấy như thế này thì em chết. Nào, màu đen ạ, à, màu đen các chị lên cho em là B3. B3 kèm giá 260. Thôi B3 cũng 255.000 thôi. B3 em cũng để 255.000 thôi nhá. Màu đen các chị lên cho em là B3. B3 em cũng để 255.000. Đấy, chị nào chốt. Ui dồi ôi. Hình như là vừa nãy Lan Lan sang, Lan Lan đang mặc bộ này đúng không? Đúng không? Mấy đứa? Đấy, Lan Lan nhà em mấy chị em đều mặc mà. Vì nó thật sự với các chị đó là hàng cao cấp. Thì thôi mình buôn mình bán thì mình cũng mặc những cái hàng này nó sướng luôn đây này. Đấy, lên vào đấy cho em là B3 nhá. B3 kèm giá cho em 255. B2 em không còn, lên B3 đi. B3 cho Dâu Tây một bộ. B3 em cho chị Ngát Nguyễn một bộ. B3 cho Bướng Ngọc một bộ. B3 cho Nguyễn Thị Diệp một bộ. B2 không còn, cái này lên B3. B3 hai bộ cho Anna Thảo Trần vào thêm giá 255. B3 em cho chị Vi Phương một bộ. Dâu Tây có rồi em ạ. À. Đúng rồi, giống bộ Giang mặc đấy. Nhưng mà đang khác màu, màu em mặc em lên xong rồi. B3 cho chị Linh Chi một bộ. B3 Anna Thảo Trần có hai bộ rồi. Cho Thương Nguyễn một bộ. 255.000 một bộ nha các chị nhá. Sợ nhở. Bộ này bán 255 thì chắc chả có ai nhập vào được rồi. Em chịu. Vì em đổ buôn bộ này. Tại vì em chả mới nghĩ là bán lẻ bộ này. Cho chị Mộc Lan một bộ. Kèm giá lên. Các chị phải kèm giá 255 vào. Cho chị Tường Vi một bộ. Các chị phải kèm giá lên. Còn mấy bộ em ơi? Hai bộ. Em còn có hai bộ là em hết rồi. Cho chị Thu Mỹ một bộ. Em còn bộ nữa là em hết luôn. Ok, em cho chị Su Ca Nguyễn một bộ là hết hàng. Hết luôn thì không còn đâu, hết rồi. Eo nó to như này cho các chị hết rồi. Còn màu ghi nữa đúng không? Đây màu ghi của em đây này các chị này. Em để cả màu này với màu ghi luôn. Đây màu ghi. Ghi này của nó sang cực kỳ luôn đây các chị. Cái này các chị lên là B4 à. B nào cũng hết rồi, B1, B2, B3 đều hết. Cái này B4, ui dồi ôi. Màu này màu cuối chứ em. Lên vào đây cho em là B4. B4 cũng 255.000. Đấy các chị chốt nhanh vào đấy cho em B4 nhá. Cái này nó người ta hàng làm hàng loại 2, loại 3 nhiều lắm. Em nói thật, người ta làm hàng loại 2, loại 3 nhiều lắm. Các chị em mình cứ không tin, các chị mua hàng 199 về so sánh đi. Em chịu, em nhập vào không có giá 199 luôn. Nha các chị, ui dồi ôi, sợ luôn màu ghi này. Đấy, lên comment vào đây cho em luôn. B mấy? B4 đúng không? B4 kèm giá 255. Thật sự với các chị em mình nó như một cái chăn luôn rồi. B4 kèm giá 255. Ô bác Ngát Nguyễn thế là lấy đủ màu à? Ok, cho bác Ngát Nguyễn một bộ. Nguyễn Minh Trang một bộ. Cho chị Vi Phương một bộ. B4 là chị Nguyễn Thu Anh một bộ. Chị Nguyễn Lam một bộ. Chị Phượng Nguyễn một bộ. Chị Hồng Liên một bộ. 255 nhá. Cho chị Nguyễn Thanh Hòa một bộ. Trần Thị Phúc một bộ. Dũng Nguyễn một bộ. Tối qua gạ lên thì không lên. Dũng Nguyễn một bộ, cho chị Trần Thúy một bộ. Cho Bướng Ngọc một bộ. Tại vì rằng là cho Tòng Thị Quế một bộ. Tại vì tối qua nhân viên chưa đếm được. Cho chị Su Ca Nguyễn một bộ. Cho chị Huệ Kim một bộ. Cho Dung Kẹ một bộ. Cho Quê Đỗ một bộ, hết hàng, hết. Không còn nữa luôn, hết chưa? Hết luôn, không còn B4 nữa, hết rồi. Hết rồi, còn một màu cuối cùng đúng không? Em B4 còn một bộ. B4 em còn một bộ, em cho chị Dương Hà. Chị Dương Hà có B4, thế thì màu xanh, còn bộ kia cho chưa? Em bộ này chưa cấp. Thôi á. Ui, bộ này màu rêu thôi, xong màu rêu. Màu rêu 265.000 nhá. Màu rêu có bao nhiêu bộ?
lên luôn B5 thôi, cũng để cho 255 thôi. Định 265 cho bớt lỗ đi mà thôi. Nó có vài bộ à. Bóc bầu rêu ra các bà chậm tay, các bà bồ vào ô mất lượt. Các bà nhìn cho em xem nó giống cái chăn chưa. Giống những cái bộ mà toàn hot girl, những cái bạn gọi là toàn những hot girl rồi là rich kid người ta mặc chưa. Em nói luôn thì toàn 400 mấy 500 rồi thì. Cái này các chị lên là B5, B4 em hết rồi. Lên cho em là B5, ui lại để lại màu này đi. Màu này màu kiểu rêu rêu bơ bơ ấy, ui các chị ơi. Kinh dị luôn, lại màu này em lại chưa để ấy. Cái này lên B mấy em ơi? B5 vào đấy cho em luôn nha các chị nhá. Cắt cho chị cái này. Comment vào đấy cho em B5, ui dồi chốt nhanh này. B5 em cho chị Hoài Thương một bộ, cho chị Mơ Giáp một bộ, Hải Nam một bộ, Nguyễn Thu Anh một bộ, cho chị Nguyễn Vân một bộ, chị Ngát Nguyễn một bộ, chị Hà Thu một bộ. Hà Thu có luôn B5 kèm giá 255 nha. Cho chị Phạm Thảo một bộ, Thúy Vũ một bộ, cho chị Ngọc Hà một bộ, Hằng Nguyễn Công Dấu một bộ, cho chị Phó Thủy một bộ, Thúy Nga một bộ, Trang Hoan một bộ. Trang Hoan có này. Cho chị Hồng Liên một bộ, 255.000. Cho chị Ly Cao một bộ. Rồi em còn một bộ nữa. Cho chị nào đây? Cho chị Lê Thơm một bộ, hết hàng. Hết luôn rồi. Đến màu cuối cùng gần giống màu chị mặc đúng không? Đây là màu cuối cùng rồi đúng không? B5 em hết rồi, không còn đâu các bà. Hết rồi. Hết luôn B5 không còn. Đây màu cuối cùng gần giống màu em đang mặc. Màu em đang mặc đó là màu nâu. Còn cái màu này nó gọi là màu này màu nâu tây. Còn màu này nó gọi là màu nâu san hô, cam cam san hô. Ui dồi ôi. Rồi xong, màu cuối cùng nha. Được chưa? Về bảo bộ này không dày không đẹp, mang thẳng đến nhà Giang Doãn đập vào mặt em luôn. Nó quá đỉnh cho các chị luôn. B6, 255.000. Em bán tặng đây các chị nhìn này. Chết rồi, bán 255 cái này chắc rồi. Ta biết khách mình chắc hết rồi. Làm gì có ai còn nữa. B5 hết rồi, lên B6. Phương Nguyễn chưa được bộ nào đâu ạ. Đây là màu cuối cùng nhá, 40-60 cân. Hóa con gà mái luôn. Ui dồi, đẹp lắm luôn ạ. Trời ơi, thôi xong rồi. Biết thế mình để bộ này. Xinh quá. Được có tí này rồi. Có tí tẹo lên nốt này. B6 cho em ạ. B5 không còn đâu. Lên B6 đi các bà ơi, kèm giá lên. Các bà không kèm giá không chốt được của tôi đâu. B6 hai bộ cho Tòng Thị Quế. B6 kèm giá 255. Cho chị Trang Huyền một bộ, cho Chiu Chiu một bộ, cho chị Loan Kim một bộ. B6 kèm giá 255. Cho chị Trần Thị Phúc một bộ. Em còn một bộ nữa là em hết hàng. Không kèm giá em không có lên được. Ok, chị Hoa Mặt Trời một bộ hết hàng. Rồi các chị nhìn kìa. Cả hàng mấy trăm người comment mà em không còn đâu nha. Em nói luôn em hết rồi. Em chịu. Nói các chị em mình nha. Ui dồi ôi, đỉnh luôn này em ơi, sợ luôn. Làm cái ôm này thì phát khiếp. Dẹp tiệm. Bán có 200 mấy một bộ hàng cao cấp. Có cái phút thì có giá nó lên rất nhiều. Chả phải cao cấp nữa mà là siêu cấp mẫu. Cái phút này. Này B6 nó không. Ê, chị A còn một nào nữa. Đấy. Chắc không, chả có lẫn được đâu em ạ. Vì tổng chắc bây giờ tổng cộng tất cả bộ này là có 2.600 thì là nguyên một bạn kia lấy 1.000. Mấy bạn lấy 200 với 300 rồi. Thì nó chỉ còn tầm độ trăm mấy. Thì là đúng rồi. Không còn nữa đâu, hết rồi các chị ơi, không còn. Ok chị Chiu Chiu ạ, giờ này em chịu các bác ơi. Bây giờ các bác mình mà muốn mua thì 450.000 em lấy hộ cho. 450.000 em lấy hộ cho. Em nói luôn xỉ nào nhé, em lấy hàng này mà còn thì chắc là các bạn ấy cũng sốt xình xịch. Hết rồi các chị không còn đâu. Cho chị luôn cái mã tất bé. Tất bé em tặng cho tất bé không còn đủ size, nó chán quá. Năm nay kia kìa em kìa. Không còn đủ size luôn ý. ML tất bé. Ngoài kia còn không? Đây tất bé này nhá, 85 89 cho luôn 69.000 luôn. Em không tiếc đâu nhưng các chị em mình phải chia sẻ cho em ạ. Em không tiếc đâu nhưng các bác mình phải chia sẻ giúp em nhé. Đây các chị nhìn này. Size M là cho con nhờ các chị em mình từ độ trên 3 tuổi. 3 tuổi đến 6 tuổi. Size L từ trên 6 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi. Có hai size ML thì em tặng nốt luôn 69.000 một set 10 đôi. Đây các chị nhìn kỹ cho em xem phải chuẩn chỉnh loại 1 không. Chứ không mất công, mất công em các chị lại đi so sánh. Lên luôn là T69 không các chị kèm size ML các chị nhìn này. Chuẩn hàng cho các chị em mình, em bán 89 chưa? Đây các chị nhìn cho em luôn này.
nó đẹp lắm mà màu của nó gái trai đều đi được hết luôn này. Các chị nhìn cái màu xanh của nó đỉnh không? Đẹp kinh khủng luôn tất này. 100, các chị em mình mua toàn 119.000 một set thôi. Em nói thật, top top vẫn đang bán 119 mà em chả có thời gian em bán top top đâu. Em chỉ bán được trên này cho các chị em mình thôi. Nên các chị em mình chốt nhanh luôn nhá. T69 thôi các chị, kèm size ML áo len bạt ngàn. Lấy chị cốc nước ấm đây em ơi. T69 M cộng L cho chị Dũng Nguyễn, size L cho chị Thúy Mini. Lên rõ cho em luôn là T69 thôi các chị, kèm size. Áo Giang đang mặc bên trong, đợi Giang lát Giang lên cho. M cho Tòng Thị Quế. Bác Dũng Nguyễn là có cả M với L rồi. 69.000 10 đôi, L cho bác Trần Thúy. 69.000 một set 10 đôi đấy ạ. L cho chị Thúy Nga, L cho chị Chiêu Chiêu, L cho Cao Bùi Ngọc Hà, M cho chị Phương Nguyễn, L cho chị Nguyễn Thu Anh, M cho chị Nhài Dương. Tất nhà Giang đẹp lắm. Ui rồi, thật sự các chị em mình mua, các chị em mình không cần phải nghĩ ngợi luôn. Em ơi gửi cho anh hai set tất em nhé. Tất người lớn đây là tất trẻ con à ông Vĩ. Ốm bên này các chị này. Chị Nhài Dương có M rồi. Chị nào chưa được các chị L cho chị Bùi Vân một set. 8 tuổi đi cho em size L. Chị ơi đừng lên cân nặng. Tất thì mình phải theo tuổi. M em cho chị Tuyết Minh có luôn một set. Chị nào chưa được lên một T69 kèm size. T69 kèm size ML chia sẻ lên em bán tặng tiếp. Size M em cho chị Trần Thị Phúc. Lên là T69 không kèm size nha. Mỗi hai size ML thôi mà. Ồ có đâu các chị. Bán này như bèo bọt cho các chị em mình. Đây chị ơi tất đây này đẹp lắm luôn. 10 đôi size M em cho chị Dung Kệ. 3 tuổi bác lấy size M luôn đi. Size L chị Bùi Vân có rồi. M cho Huệ Lê. Huệ Lê có. Áo phía sau là bác lên là 179 ấy. Vì nãy em đọc nhầm giá nên em chơi luôn 179 rồi. Size L em cho chị Quê Đỗ. Chị nào chưa được T69 lên T69 kèm size ML nhá. 3 tuổi đến 6 tuổi đi M, 7 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi đi L. Bộ Giang mặc bao nhiêu giờ nay vào hỏi bộ Giang mặc đó là hết rồi. L cho chị Hồ Trang một set. 179 cho chị Y Phụng Phạm. 179 là áo này còn có mấy cái thôi em nhá. Sợ nhờ 179 chị tưởng còn nhiều lắm nên mà sao khách lấy à. Ô thôi chết rồi, như hôm qua còn chưa làm toa của khách xỉ đúng không. Size M cho quanh tít có luôn một set. Chị Bùi Vân là có rồi chị ơi. Chị nào chưa được các chị lên là T69 nhá. 69.000 10 đôi cơ bác, em không bán 5 đôi đâu. Khổ em bán 89.000 10 đôi rồi. Rồi em cho có 69.000 10 đôi. Vì nó không còn đủ size, nó chỉ còn ML thôi. Các người lớn chưa lên được luôn. Chị ơi nào em đã lên được đâu, khổ với thân em quá. Tiếp cho các chị em mình luôn này. Quần bò á, quần bò còn. Chị ơi quần bò còn mà chưa lên được luôn. Bò thì thật ra là em chả có vội mà bán luôn ấy. Bò giá cho các chị em mình giá tốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là bò thì bán quanh năm. Size M cho Thúy Ngân một set. Size L em cho chị Phan Trang một set. Bác nào chưa được T69 lên luôn T69 kèm size ML nhá. 69.000 10 đôi. Áo 179 chị lên là áo, lên luôn là má 179, 179.000. Chứ đừng lên là áo 1 là cái gì. Đấy chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em đây đưa chị. Hàng của em hàng Quảng Châu chuẩn xịn đét luôn đây này. T69 size M em cho chị Linh Chi. Chứ nói luôn chả có hàng xưởng luôn đây, chuẩn cho các chị em mình cardigan dáng vừa lông thỏ. Hàng lông thỏ cho các chị em mình đấy. Dáng vừa cho các chị kể cả 38, 39 đến 60 cân. Chuẩn chỉ lông thỏ nha. Sang lắm luôn, có phải không đâu các chị. Nhưng có cái là nãy đọc nhầm giá 179 thế thôi bán luôn cho các chị. Tối em lại bán 185 nhé. Tối mà em like em lại bán 185. Chứ em không bán 179 đâu. 179 ok em cho chị Linh Chi có luôn một cái. Đấy chị em nào lấy mình lên luôn là 179 cho em. Hàng của em đã nói hàng đẹp là hàng đẹp. Tất bé vừa nãy chỉ có size M với size L thôi chị ơi. 179 em cho chị Hải Đăng một cái. Ok bác Hải Đăng này. Rẻ hơn được mấy nghìn cũng là sướng rồi. Bình thường em bán 185 đã là rẻ quá rồi. Đúng không ạ? Người ta bán toàn 260, 270. Cái này bán cho các chị lên ướt. Lên ướt chị lên là VIP 1 hay sao ấy. 179 em cho chị Nguyễn Hiện. 179 cho chị lên ướt màu xanh bác lên là VIP 1 kèm giá 135. Đây này. Đây len ướt này bác lên là VIP 1 xong bác kèm giá 135 cho em. 179 em cho chị Mai Hân một cái. Cho chị Thỏ Mến một cái. Đấy chị nào chưa được các chị lên comment. Áo em đang mặc bên trong có hàng chờ em này. Con này vẫn cứ sướng. Không có dính đâu. Đẹp nhỉ, đúng là bộ hàng VIP thật sự. Giờ chị nào mình lấy bộ em mặc hết rồi vừa nãy xong. Em vừa xả đây đang vừa mới nói với nhân viên là bộ này mặc sướng thật. May là em còn để lại 3 bộ 3 màu rồi. 179 chị Mai Hân có rồi ạ.
Đây VIP 1 đây chị ơi. VIP 1 là chị kèm giá 135.000, 40 đến 65 cân. Áo khoác của Nam hôm nay em lên bao nhiêu áo phao rồi? Phao Nam bên kho còn không? 179 nhá chị Ngọc Hà một cái. Giang bao nhiêu cân? Giang 50 cân chị ơi. Giang 50 cân chị ạ. Nhưng mà Giang mặc bộ này vào chắc lên 51 cân. Vì bộ này nó phải rơi vào đến cả cân, gần cân luôn đấy chị. Rồi còn chị nào chưa được quần Bedgy, em có bán Bedgy. Bedgy thì Bedgy là mã nào? Đây cái này là VIP 1 nhá. Len ướt cho các chị 40 đến 65 cân, màu cũng đỉnh nhỉ. Chán quá không được bộ nào à? À đặt mãi không được bộ Giang mặc à? Ôi giời ơi, anh đặt không kịp luôn. Rồi đặt cho vợ cho con. VIP 1 em cho chị mơ giáp. Cái này các chị lên nhanh là VIP 1 kèm giá 135 nhá. Len ướt là len ướt này nhà em các chị mặc với short cũng đẹp. Mặc với chân váy xong đi bốt lên thì đỉnh luôn các chị. Nhưng nếu như đi bốt đến cổ, đi bốt đến cổ chân hoặc là đi bốt đến đầu gối thì các chị phải mặc với chân váy ngắn. VIP 1 em cho chị Thu Thu một cái. Bác nào chưa được các bác lên là VIP 1 nhá. Tất bé là T69 kèm size, mình ơi có mỗi size ML thôi. 3 tuổi đến 6 tuổi size M, 7 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi đi size L. Em còn có 2 size em cho nốt có 69.000 10 đôi. Đấy, VIP 1 em cho chị Thủy Ngân một cái. Các chị kèm giá giúp em 135.000 nha các bác. Nói thật sự với các chị em mình là cái áo này các chị nên mua. Nó là chân ái của các chị em mình luôn đấy. Đợi em một chút xíu là để em ngắm gì đó nào. Lên cái gì nữa đây. À hay là lên khoác lông như các chị. À thôi khoác lông tôi chẳng lên. Khoác lông thôi để em bữa khác vậy. Em định lên cho các chị em mình khoác lông nữa nhưng mà chắc là chưa lên được. VIP 1 em cho chị Nguyễn Nga một cái. VIP 1 cho bác Trần Thị Hạnh một cái. Tất Nam T32 còn đấy, bác lên luôn là T32 em bấm tạo đơn cho. T69 size M cho chị Trần Thị Hạnh. Tất Nam Trịnh Trung có một set, cái set 5 đôi đúng không? À, được, chị vừa nhận được áo khoác nữ rồi, đẹp lắm. Ôi em cảm ơn chị Nguyễn Hoàng nhá. Cảm ơn chị nhiều. Áo em mặc được, đợi em lên cho. Xong má này lên phao đi, xong má này em lên cho các chị em mình. Xong má này lên cho chị cái áo chị mặc nhá. Xong rồi tí nữa cho cô lên phao. T32 2 set cho chị Dũng Nguyễn. Cái này tất này khử mùi luôn các chị. VIP 1 cho chị Hồng Liên Bùi kìa. Ok chị Hồng Liên Bùi. Đấy các chị em mình 32.000 một set 5 đôi ạ. Chuẩn của Trịnh Trung nhá. Không phải của Trịnh Trung em đền tiền cho các chị. Áo len ướt nó đẹp lắm. Hôm trước lấy 5 cái được 5 màu về mix thỏa mãn. 5 cái là bác mặc thỏa mãn. Riêng mà đã mua 5 cái len ướt rồi là mặc thỏa mãn. Còn ít khi cần đến áo khoác luôn ấy, vì len ướt thì nó xếp vào giặc dày rồi mà. Em áo em mặc đâu có áo em mặc, em đang mặc là bộ mà chị. Đây các chị lên là T32 đi. 32.000 5 đôi nhá. Áo chị mặc lên cho chị màu đen nâu hồng, ba màu đấy, hồng. Đen mà em hôm hết rồi chưa, đen cho bên kho mà chưa có về đâu không? Ủa cái gì? Ôi. Hôm hết rồi. Áo tay bồng. Đúng rồi, tay bồng đấy. Hết rồi. Vừa tối qua đã hết rồi. Ai sang lấy? Nhà Sơn sang lấy à? Thế thì mình làm sao mình còn được. T32 cho chị Hồng Liên, T32 cho Nguyễn Thanh Hòa. Cho chị Phương Nguyễn có T32, Dung Thu có T32, Thỏ Mến có T32. Chị Hoàng Diệp có một set T32. Chị nào lấy T32 nữa không ạ? Các chị lên là T32. Cho chị Tuyết Lam một set, Nguyễn Thị Diệp một set. Xem bên kho còn cái phao nam nào, chị lên nốt cho Anna Thảo Trần có T32. Chị nào chưa được cho chị Thu Thu có T32. Bác nào mình chưa được T32 mình lên. VIP 1 em cho chị Hồng Liên có luôn, ok chị Hồng Liên. T32 cho bác Nguyễn Vân ạ. VIP 1 là áo len ướt kèm giá 135.000 giúp em ạ. T32 là 32.000 ạ. Một set này 5 đôi cho các chị em mình mua cho chồng cho con đều được luôn. Cái này là tiện lắm luôn đấy các chị. Bác nào chưa chốt được các bác lên luôn. Em đang mặc là cả bộ em xả hết rồi. Thế thì áo tay bồng em mặc bên trong lại hết rồi, là chỉ còn màu à. Đang cho nhân viên kiểm tra kho. Đây áo len xanh là áo len ướt chị ơi, chả biết còn không. VIP 1 đấy. Em ơi VIP 1 còn không? VIP 1 còn không len ướt? Còn chị ơi, chị lên là VIP 1 kèm giá 135 nhá. 188 189.000. Tất cạnh tay em, tất này là chị lên là mã T32 đấy. 32.000 5 đôi. 179 em cho chị Ngọc Hà. Em ơi Caria hình như chị Ngọc Hà có rồi mà. Chị Ngát Nguyễn có luôn 2 set T32. 179 là Caridan. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment cho em nha. Phao Nam chả biết còn không để mà lên ấy, còn đây đúng không? Đây Phao Nam còn em lên cho mọi người bây giờ. Chị Ngọc Hà là có 179 rồi. Ngọc Hà này nhắn tin cho em. Quần lót lông là Q99 mình ơi. Quần lót lông chị lên giúp em là Q99. 40 đến 65. VIP 1 em cho chị Chiêu Chiêu một cái. T32 cho chị Thạch Thương.
Quần lót lông mình lên là Q99. 99.000 đồng một quần. 40 cân đến kể cả 65 cân, từng đường kim mũi chỉ cũng đẹp luôn. Nói đây các chị nhìn cho em luôn này. Được chưa? Các chị lên comment vào đây cho em luôn. Là mã Q99 đẹp lắm luôn. Sướng, thật sự luôn, quần này các chị em mình nên mua. Đã lắm luôn các chị. Đấy, Ngọc Hà kia, ôi dồi, thế thì chưa nhắn tin thì chốt ngay cho người khác đi. Ngọc Hà này cho cọc 50.000 đi, Ngọc Hà như được một mã bộ VIP đấy. Chả bao nhiêu người comment, Ngọc Hà chuyển khoản cọc trước 100.000. Nếu như không em chuyển luôn cái mã bộ VIP đấy sang cho người khác luôn. T32 cho chị Oanh Tít, T32 10 set cho chị Ngọc Hà. Cái chị Ngọc Hà áo kẻ đen ấy. Cái đây là tất nam chú Toàn ơi. Chú Toàn nhắn cho bác địa chỉ, bác gửi tặng một set tất nam kia nhá. Có mua tất cho các con, có lấy tất cho các con hai đứa bé không? Nhưng mà trong đấy có lạnh đâu nhở? Chỉ có chú hay đi giày thì mới đi tất thôi. Chứ còn trong đấy, trong Sài Gòn thì có lạnh đâu. Trong Bình Dương mình cứ... Q99 cho chị Nguyễn Nga. Set em mặc hết rồi, em đang chờ nốt chị kia mà không nhắn tin. Không cọc là em cho người khác luôn, em nói luôn. T32 cho chị Hoài Lê. Ngọc Hà áo kẻ đen nha. VIP 1 cho chị Nguyễn Liễu, áo len ướt em ơi. VIP 1 cho Nguyễn Liễu. Quanh tít của T32. Còn chị nào mình lấy áo phao Burberry lúc sáng là mã gì nhỉ? Lúc sáng làm gì có lúc sáng. Ô lúc sáng chắc bác xem lại like của em từ hôm qua. Không, của chị Ngọc Hà đang là chú Toàn nhắn cho bác địa chỉ số điện thoại vào nhá. Q99 cho chị Nguyễn Thúy. Bác gửi tặng set Tân Nam. Chứ còn trong đấy con bé T32 cho chị Phan Trang. Phan Trang có luôn đây, em lên phao nam bây giờ đây các chị đợi em. Phao nam em lên nhiều rồi nhưng có cái các chị, em nhắn bác gửi em một set ok chú Toàn nhá. Ok, em ơi Toàn Thái Bá cơ. Toàn Thái Bá kia là tí nữa đây nhá, chị chấm đây là một set tất nhưng gửi cho chị cái tất 110 nhá. Đấy gửi chị tất đấy không thu cái gì nhá. Phao nữ, ôi dồi ôi, chưa lên được luôn chị ơi khổ. Cái này các chị lên là Q99 quần lót lông đây, phao nam em lên nốt một mạng nữa này. Này thì lên hết phao nam, này thì còn cái gì mà bán. Hai set T32 vào của chị Thỏ Mối Mến cộng thêm một set nữa này. T32 cộng Q99 cộng 179 cho chị Hương Lê, 179 là Caridan đấy. Ok bác luôn này. Cái này lên hết phao nam thì còn gì bán, đây là một mã đây. Giờ mà lên hết phao nam nha các chị em mình thì sợ này. Hay thôi phao nam em không lên nữa nhá, thôi phao nam để bữa khác đi. Tất cả còn mỗi bằng đấy thôi đúng không? Thôi còn mỗi bằng đấy thôi để dành lại, em ơi không lên phao nam nữa đó. Em chả lên phao nam nữa, các chị cho em để dành lại. May chị được bộ giống như Giang, cố đặt được 3 bộ mà không biết được không. Chị Vi Phương hình như được có 2 bộ thôi. Đấy còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em, đợi em nhá để em xem nào. Lên cho chị luôn. Cho chị nốt ít len thổ đi em ơi. Len thổ cho chị nào thích mặc với cả mà áo bộ em mặc không, áo em mặc bên trong không còn màu đen nữa thì các chị có thích em lên không? Áo em mặc bên trong là con tây bồng đây này chị này, nhưng mà không còn màu đen nữa đâu. Em chỉ còn có mỗi màu trắng, màu nâu với cả màu hồng thôi. Trắng nâu hồng thôi. Q99 hai cái cho chị Bích Ngọc. Đúng Hoàng comment không đúng cú pháp em không nhận đơn đâu chị. Áo em mặc bên trong không còn màu đen. Bộ em mặc hết hàng không còn đâu chị. T32 cho chị Đào Điệp. Bộ răng mặc đẹp quá. 450.000 thì không đẹp thì có mà hơi phí các chị ạ. Thôi phao nam trả lên nữa các bác. Này cái này len ướt còn mấy cái này nữa các chị lên nốt là VIP 1 này. Còn đâu để em lên luôn cho các chị em mình len thổ nhá. Sau gì chuẩn bị lên like nha dì ơi. Em cho dì lên cho mình thêm một áo phao nam nữa là 3 cái đi. Ui bác ơi khiếp. Thôi tí nữa đi. Tí nữa cho dì lên phao nam đấy. Tất nữ hôm nay tất nữ lát nữa cho dì lên. Em lên nốt một má len thổ nữa xong rồi em phải nghỉ để dưỡng sức đấy các chị. Nhưng em vẫn cho dì like thì hôm nay cho dì like tiếp cái like này luôn nhá. Cho tiếp cái like này phao nam để lát nữa cho dì em lên. Đấy đây là VIP 1, chị nào lấy VIP 1 các chị kèm giá luôn này. VIP 1 các chị kèm giá luôn là 135.000 nhá. VIP 1 kèm giá 135 để em lên nốt len thổ này. Len thổ em bao giá cả đất nước này luôn. 129.000 một cái len thổ. Lên luôn cho em là 129. Lên luôn cho em là chỉ cần lên mã 129 là được thôi. 40 cân đến kể cả 68 cân cho em luôn, len thổ cho các chị em mình luôn này. 40 đến 68 cân. Em nói thẳng len thổ làm gì có ai bán giá này. Đúng không ạ? Hôm trước bao nhiêu chị hỏi. Đấy, đến giờ đây em còn có mỗi đây coi, các chị lên comment vào đấy cho em luôn. 179 Tú Hoàng, chị đuôi 720 cho em nhắc rồi, chị đừng comment số điện thoại trên này nhá. Đây các chị lên luôn vào đây cho em luôn là mã 129. Một em len thổ con này mặc với quần lót lông này. Ôi giời ơi luôn đấy các chị. Các chị lên comment vào đấy cho em luôn là 129 cho em luôn nhá. 129.000 cho các chị em mình luôn này.
Rồi, dì chuẩn bị lên rồi dì ơi. Em còn lên em uống thuốc. Đến giờ uống thuốc rồi các chị. Các chị lên cho em 129. 129 cho bác Ngát Nguyễn. Các chị lên comment vào đấy cho em là 129 là len thổ nha các bác nhá. Len thổ cho các chị em mình. Kể cả 40 cân đến 65, 68 cân cho em. Cái này mặc đôi cũng đẹp luôn nha. Đấy, các chị lên mặc với chân váy, chân viết, các thứ gì đều đỉnh luôn. Chân váy dài chẳng biết lát nữa còn ít nào cho các bạn ấy lên cho. Đừng hỏi bộ em mặc nữa, ok bộ em mặc em bán hết rồi. T32 cho chị Trần Thị Hạnh, 129 cho bác Minh Nguyệt. Ok bác Minh Nguyệt, em là bộ, em mặc là cả bộ. Không có còn nữa nha các chị ơi. Chết rồi, các bác cứ vào, các bác mình hỏi bộ. 129 cho chị Thanh Thủy. Ok chị Thanh Thủy có. Chị nào chưa được các chị lên cho em là 129 nhá. 129.000 cho các bác mình luôn. Chị nào chưa được các chị chốt nhanh. Tự dưng nhìn đến bà Cường mặc này con lại nghĩ đến có một cái set len. Có một cái set len bà Cường mặc là đẹp kinh khủng luôn đấy. Set len. Set áo nó sát nách không, nó có một cái choàng nhẹ bên ngoài này. Thôi cái đấy chưa lên. Lên giờ này sợ. Lên giờ này sợ phá đảo. Đừng lên là cardigan chữ B. Mà chị lấy cái này chị chỉ cần lên cho em là 179 cho em là được thôi. Q99 là quần lót lông đúng rồi chị gái ơi. Chị chỉ cần lên cho em là 179. Đấy, trưa nay em bán tặng là 179.000. Nó là quà cardigan lông thỏ. Chị nào thích là các chị em mình chốt lẹ luôn là được nha. 129 cho chị Kim Tươi một con len thổ. Áo nam hay nữ? Cái này là nữ đấy chú Toàn ạ. Này cái này các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Cái này là 179. 179 cho em rồi gì lên thì rồi. Lại xong chuẩn bị cho tất nữ vào luôn này. Đây nha các chị nhá, cho gì lên này. Lên luôn một mã tất nữ này ra đây ôm mã này vào cho cô lên được. Em chào các chị mình nha. Chị nào mà chưa được 129 cứ lên cho em là 129 nha các chị. 129 là len thổ đấy các chị ơi. Chị nào chưa được 129 cứ lên 129 cho em. 129 của em nó là len thổ. 179 cho chị Phạm Trâm Anh. Ok chị Phạm Trâm Anh. Chị Phạm Trâm Anh đuôi số điện thoại là 319. Chị nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Đừng comment số điện thoại trên like. Nhà em là không gọi điện chốt đơn đâu chị nhá. Nhà em là không gọi điện chốt đơn. Tất cả các chị em mình có đơn chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào phần tin nhắn nhá. Chị nào chưa được 129 cứ lên cho em là 129 ạ. Q99 hai cái em cho chị Thu Hằng. Ok chị luôn. Q99 là quần lót lông. Còn áo len thổ là 129. Chị nào chưa được 129 lên cho em là 129. Cái này còn có vài cái thôi, không có còn nhiều đâu nha các chị. À 179 em cho chị Hà Trang. 179 là em áo calidan lông thỏ này nha chị. Còn duy nhất một màu này thôi. Lên cho em là 179. Quần lót lông em còn. Chị lấy quần lót lông chị lên nhanh luôn là Q99 còn ít nữa thôi đấy, không có còn nhiều nữa đâu nhá. À, áo len lông. Áo len thổ lên cho em là 129 nha các chị. 129.000 một em áo này luôn. Em còn có ít thôi, không có còn nhiều nha các chị. Còn ít cho cô luôn mã tất để cô lên này. Cho cô luôn một mã tất. Em chào chị Cao Bùi Ngọc Hà nha. Lên luôn cho các chị em mình một mã tất này là tất VIP luôn. Hàng này là hàng bán 8995.000 cơ. Cho em xem lại quần á. Trời ơi quần em vừa mới qua mã rồi. Hàng đẹp lắm luôn cho các chị em mình này. Hàng toàn bán 95.000 một set đây này. À, 129 cho chị Hương Lê. 129 là len thổ đấy chị ơi. Đấy, tất này nhá, hàng bán 95.000. Nay em tặng luôn cho các chị em mình bao nhiêu ạ? Tặng luôn cho các chị em mình 73.000 một set. Lên luôn cho em là T73 nhá. Lên nhanh luôn là T73. Bộ răng mặc không còn một bộ nào nhá chị nhá. Bộ răng mặc hết hàng. Tất này lên nhanh luôn cho em là T73. Các chị em mình lên comment nhanh thì em mới lên được nhiều mã. Nay còn nhiều mã phao nam còn, lát em lên nhá. Cái này lên luôn cho em là T73 các chị ơi. 73.000 một set luôn cho các chị em mình. Hàng này là hàng bán 89 luôn. 89.95.000. Chi ân là 89.000 cho các chị em mình nhá. Nay em tặng luôn 73.000. Lên nhanh luôn cho em là T73. 73.000 một set cho các chị các em nhà mình luôn. 73.000 một set. Tất này tất hàng, hàng thương hiệu, hàng đẹp luôn. T73. T73 cho chị Nguyễn Son. Ok chị Nguyễn Son có. T73 cho chị Nguyễn Thúy. T73 cho lụa Bùi Thị. Ok chị lụa Bùi Thị có luôn. T73 cho chị Bùi Vân. Ok chị Bùi Vân có luôn nhá. Đây là T73 chị Hương Lê có. Chị Thanh Thủy có. T73 hai lố cho chị Nụ Nguyễn. T73 cho chị Hiền Trần Thị. Không toner với kem chống nắng đừng có vào đây. Em đang ở kho Gia Lâm không có mỹ phẩm nha chị nhá.
lên cho em là T73, chị nào chưa được T73 lên nhanh, T73 còn vài set. T73 cho Cao Bùi Ngọc Hà, lên nhanh là T73 nhá. T73 còn có vài set nữa thôi, không còn nhiều. Đây quần lót lông Q99 đây rồi, ôi khổ quá. Quần lót lông còn nó gần như là dáng quần legging nhá. Bên trong lót lông lót nỉ luôn cho các chị em nhà mình này. Sướng lắm, cứ từ 40 cân đến tầm 65 cân thoải mái. Chị nào chưa được Q99 lên nhanh, còn đâu độ ít nữa thôi, không còn nhiều nhá. Lên luôn là Q99, quần legging lót lông luôn. Đẹp lắm cho các chị em nhà mình. Cái này mặc thì sướng lắm. Nhìn này, các chị em mình nhìn một cái lớp lông này, mềm mịn luôn nhá. Lên nhanh luôn là Q99. Q99 là 99.000 luôn cho các em nhà mình luôn. Đấy, chị nào chưa được T73 lên nốt T73. Q99 cho chị Phượng Nguyễn. Ok, chị Phượng Nguyễn có luôn Q99. Lên nam đâu nhỉ? Lên nam cho cô một... À quên, cho cô một mã fauna. Q99 em cho chị Thanh Thủy. Ok, chị Thanh Thủy có luôn. Chị nào chưa được Q99 là quần legging lót lông, lên nhanh là Q99. Còn tắt thì lên nhanh là T73. 73.000 một lố tắt luôn cho các chị em mình 10 cả. Cái này thì có được nhiều không? Xem cho cô Q99 cho chị Nguyễn Thúy. Ok chị luôn phao nam nhá. Lên luôn cho các anh mình một em phao nam luôn này. Ui cái màu này đẹp thế. Màu này nó không thật, nó như kiểu là màu ghi đá. T73 cho chị Thúy Nga. Ok chị có luôn. Có tất nam chưa? Có tất nam rồi đấy. Chờ em lát thì em lên cho Q99 hai quần cho chị Nụ Nguyễn nhá. Rồi chị nào chưa được Q99 lên nhanh Q99 nào. Rồi xem mã năm đầu năm có những năm gì rồi. 99 cho chị Nguyễn Thương. Ok chị luôn. Cái này lên dành cho em luôn nhá. Hàng này là hàng bán 239.000 cơ nhá. Phao nam cho các anh nhà mình, ơi đẹp lắm. Cái này có thể là tháo được mũ nha các chị. Đấy, tháo được mũ luôn cho các anh luôn. Đẹp lắm luôn. Cái màu này của em nó là màu ghi đá này. Màu ghi đá luôn cho các anh này, sướng lắm. Trần hết ở ngoài luôn nhá. Cứ từ 50 cân đến tầm 68 cân. Ok. Q99 cộng 179 cho chị Nguyễn Mai. 179 là cái này này, lấy hai cái này, này có hai chị rồi đấy nhá. Q99 một cái cho chị Nguyễn Nhung luôn kìa. Ok chị nhá. Chị nào chưa được Q99 lên luôn. Cái này lên luôn cho em là phao nam 158. Em để luôn 158.000. Lên dành là phao nam 158 nha các chị. Cái này được bao nhiêu cái? Có ít thôi, không có nhiều đâu các chị ơi. Nó còn có ít. Màu này là màu ghi đá, đẹp lắm. Các anh cứ từ 50 cân đến tầm khoảng 67-68 cân thoải mái. 67-68 cân thoải mái nha các chị. Lên luôn cho em là phao nam 158. Đẹp lắm luôn nha. Túi của em nó có cúc bấm luôn này. Đấy, có bấm cài khuy luôn. Sướng lắm, cứ từ 50 cân đến tầm 67-68 cân thoải mái. Lên nhanh là phao nam 158. Có chắc có độ chục cái, không có nhiều. Phao nam 158 cho chị Nhuận Tâm một cái nhá, lên nhanh. Không có loại nào đến 72 cân đâu chị. 72 cân chỉ có gió thôi nhá. Phao này chị em chỉ tư vấn đến tầm 67 68 cân cho các anh nhà mình. Đấy, lên luôn cho em là phao nam 158 158.000 nhá. Phao nam 158 em cho chị Hạnh Vũ. Q99 một cái và một tất 73 cho chị Bay Bay Trần. Ok chị luôn nhá. Cái này lên là phao nam 158, không có nhiều đâu, không đổ được chục cái. Các chị em nhà mình nhanh tay thì được chứ chậm tay là hết luôn. Cái này mà em ra mà lên vài trăm người là các chị em mình không có chốt được đâu. Cái màu ghi đá này đẹp lắm. Cái màu này là màu ghi đá cho các anh nhà mình. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, cái màu này nhìn nó mới sang làm sao. Nó không phải là màu đen. Đấy, nó cũng không phải là màu than. Mà nó là màu kiểu màu ghi đá. Đẹp lắm. Nhớ, cứ từ tầm 50 cân đến tầm khoảng 67, 68 cân thoải mái. Dưới là bo gấu luôn cho các anh này. Nhìn mặc lên nó form dáng nó rất là trẻ trung. Đẹp lắm nhá. Lên là phao nam 158, đừng lên 158. Lên dành cho em là phao nam 158. T73 và hai quần Q99 cho chị Trà My Nguyễn. Ok chị luôn. Phao nam 158 cho chị Hoài Thành Lê. Chị Ngát Nguyễn lên dành cho em là phao nam 158. Phao nam 158 cho chị Mon Thảo luôn. Ok chị Ngát Nguyễn lên nhanh, không có là hết luôn đấy nhá. Phao nam 158, sửa của chị Ngát Nguyễn thành 158, chị comment 159 kìa nhá. Còn có vài cái nữa thôi, lên nhanh luôn là phao nam 158. Cái này ai cũng mặc được chị ơi. Già trẻ đều mặc được vì cái màu này nó dễ mặc. Đúng không ạ? Nó không có kén tuổi đâu. Cái dáng cũng dễ mặc luôn nhá. Còn có vài cái thôi, các chị em mình lên nhanh là phao nam 158. Cho chị Thúy Vũ một cái. Đấy, cho chị Thu Phương một cái. Một quần và một tất nam T73 cho chị Nguyễn Minh Trang. Ok chị luôn.
Thế lên luôn cho em là phao nam 158 còn mấy cái nữa. Nhá. Lên luôn là phao nam 158. Đấy, treo cho cô ra đằng sau để cô qua mã luôn. Phao nam không, em chưa có lên cái loại nào đến hơn 70 cân đâu chị ơi nhá. Chị nào chưa được lên luôn cho em là phao nam 158 158.000. Phao nam 158 cho chị Hương Trần. Chị Hương Trần đuôi số điện thoại là 359. Chị nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em, đừng comment số điện thoại trên line. Nhà em là không có gọi điện chốt đơn nhá. Nhà em là không gọi điện chốt đơn đâu. Tất cả chị em mình có đơn chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào phần tin nhắn. Em không có xem được đâu nhé. Giờ em đăng lên được, chị em mình được cái gì là em đang đọc rất là to, rất là rõ ràng rồi nhá. Đấy, chị nào chưa được phao nam lên nốt là phao nam thì em qua mã luôn cho các chị em mình. Ở chỗ cầu thang ấy. Ngoài ơi, chỗ cầu thang này có một cái củ hút đi màu kem ấy, mang ở đây cho cô. Có đúng 5 cái. Có đúng 5 cái thôi nhá. Chị nào chưa được phao nam lên lên nhanh là phao nam 158 158.000 nốt luôn cho các chị các em nhà mình còn có mấy cái. Tắt bé mã là T69 kèm size chị ơi. T69 kèm size M hoặc L. Con nhà mình cứ từ tầm khoảng 3 tuổi, trên 3 tuổi đến dưới 8 tuổi là chị em mình đi size M. Từ 8 tuổi đến dưới 12 tuổi các chị em mình đi size L nhá, mua cho con size L. Q99 cho chị Hải Thương, ok chị luôn. Em còn cái này, ôi hàng hiếm luôn. Em còn mấy cái này là thuộc vào hàng hiếm luôn cho các chị các em nhà mình. Mấy em hoodie này nhá, hoodie kéo quá mã mà có chữ 76 này, hot luôn. Trời ơi, còn được đúng mấy cái màu kem. Mấy cái màu kem này đẹp không ạ? Quá đẹp luôn cho các chị các em nhà mình, hoodie kéo quá nhá. Còn đúng có 5 cái, không có nhiều đâu nha các chị. Cái này gái trai đều mặc được, hoodie kéo quá. Để luôn cho các chị các em nhà mình luôn, cái này lên cho em luôn là VIP 178 đi, để luôn 178.000. Lên dành cho em là VIP 178 vào đấy, màu kem đẹp lắm nhá. Gái trai đều mặc được, nó không phải là màu trắng đâu các chị. Nó là gần như là màu kem ấy. Đẹp lắm, có đúng 5 cái. 5 cái hay 6 cái thôi, không có nhiều đâu nha các chị. Cái này các chị em mình biết cái màu này là không bao giờ có màu ke. Màu này có đúng mấy cái này thôi, còn đâu cũng nói là màu nâu, màu xanh là hết rồi. Đây em còn sót được mấy cái màu kem nhá. Lên luôn cho em luôn là VIP 178, 178.000 luôn cho các chị các em nhà mình. Kể cả gái trai đều mặc được. Cứ từ 40 cân đến tầm kể cả 67, 68 cân ok nhá. Có 5 cái hay 6 cái thôi. Đấy, lên nhanh cho em là VIP 178, 178.000 nhá. VIP 178 cho chị Thúy Nga. Phao nam 2 cái cho chị Hà Trang kìa. Vào thêm giá 158 vào nhá. Phao nam cho chị Hoàng Diệp này. Ok chị Hoàng Diệp luôn. Tân Nam chờ em lên. T69 chị Lụa Bùi Thị ơi, lên cho em là T69, T69 size L cho chị Mon Thảo nhá. Đấy, lên luôn cho em là cái này là VIP 178, 178.000 các chị ơi, cái này đẹp lắm. Màu này cũng đẹp luôn, còn đúng có mấy cái nhá. Lên luôn cho em là VIP 178, 178.000 luôn cho các chị các em nhà mình. 178.000, ok T69 size M cho chị Lụa Bùi Thị. Còn áo gió không gì, ui dồi ôi, gió nhiều lắm mà chưa có lên được. VIP 178 cho chị Thúy Nga luôn kìa. Ok chị luôn nhá. VIP 178 của em nó là em áo hoodie màu kem này, có mấy cái thôi chứ đâu có nhiều. Không có nhiều nha các chị. Đấy, em vừa ra vào lại chị Giang đã đi đâu mất rồi. Chị Giang ốm, chị Giang đi nghỉ rồi nhá. Lên gió nam em chưa lên được các chị ơi. Tắt bé này thì các chị cứ lên cho em là T69 kèm size M hoặc L. Con nhà chị em mình cứ từ tầm khoảng trên 3 tuổi đến tầm dưới 8 tuổi các chị em mình cho đi size M ok. Đấy, từ trên 8 tuổi đến dưới 12 tuổi đi size L nhá. Lên cho em là T69. Cái này là em Giang bán tặng luôn 69.000 nhá. Gì lên một mã gió đi. Trời ơi em còn chưa có lên được. VIP không phải là VIP 78 đâu chị Thơ Phạm. VIP 178 là 178.000. Viết dành và cho em là VIP 178 nhá. 178.000 một em áo này luôn cho các chị các em nhà mình nhá. Lên cho em dành là VIP 178. Gió nam ấy hả? Đưa cho cô gió nam cô lên luôn. Gió nam đâu ấy nhỉ? Đấy, đưa cho cô luôn gió nam cô lên. Không không, phao nam phía sau 80 cân không vừa nha chị. Phao nam phía sau cứ từ 50 cân đến tầm 68 cân là ok. Dì tư vấn lại sai phao nam. Phao nam cứ từ tầm 50 cân đến tầm 68 cân là mặc thoải mái, mặc đẹp luôn cho các anh nhà mình. Đấy, các chị lên cho em là phao nam 158. Màu này của em nó là màu ghi đá, đẹp lắm. Màu ghi đá đẹp lắm luôn cho các anh. Trần hết luôn này.
Nó còn có vài cái thôi chị em nhà mình, nhanh tay thì còn. Không còn nhiều đâu, những hàng này nó không được nhiều. Xỉ lấy hết rồi nhá. Cứ từ 50 cân đến tầm 67-68 cân. Mặc đẹp, mặc xinh luôn. Trần hết luôn dưới bo gấu nhá. Dễ mặc cho các anh nhà mình. Đấy, lên cho em là phao nam 158, 158.000 luôn nhá. Phao nam 158 T32 em cho chị Cao Bùi Ngọc Hà. Ok chị luôn. Đấy, VIP 178 cho chị Thơ Phạm. Chị Thơ Phạm đuôi số điện thoại là 051, chị nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Đừng comment số điện thoại trên live nhá. Chị có hiểu từ nhắn tin nó khác với từ comment đúng không ạ? Mình nhắn tin là khi ví dụ mình nhắn tin cho bạn bè, anh em vào phần Messenger, mình nhắn tin, đừng có bình luận ở trên cái live stream. Có lên phao nữ có, chờ em lát em lên. Đây lên cho các anh nhà mình một mã áo gió nam nhá. Gió nam, hàng này em Giang đang bán cho các chị em mình là 199.000. Bây giờ em tặng luôn cho các chị em mình là 160.000 một áo. Cho các chị em mình nhìn cái mặt trái này. Cái đường kim mũi chỉ của nó chuẩn từng mm luôn. Không có một điểm trừ nào nhá. Logo của em ở đây là thêu hết luôn cho các anh. Chất gió rất là dày dặn nhưng sờ vào nó lại rất là mềm cho các anh luôn nhá. Lên cho em là 160 kèm size, 160.000 một áo và kèm size. Phao nam 158 cho chị Kim Tươi kìa. Ok, ok chị luôn. Cái này lên cho em là 160 kèm size XL, 2XL, 3XL và 4XL. Từ 50 đến 58 cân lên size XL. Từ 59 đến 65 cân lên size 2XL. Từ 66 cân đến 74 cân lên size 3XL. Từ 75 cân đến 84-85 cân lên size 4XL giúp em nhá. Lên mã là 160 kèm size. Của em nó là màu xanh than ấy. Màu than đẹp lắm luôn cho các anh. Gió này thì chị nào nhận được cho chồng cho con cũng khen luôn là em Giang ơi gió đẹp quá. Về nói 200 mà chồng chị còn không tin là tại sao lại rẻ thế này nhá. Không nói điêu các chị nha. Lên luôn cho em luôn là 160 kèm size XL, 2XL, 3XL và 4XL. Thêm một Q99 nữa cho chị Nguyễn Nhung kìa. Ok chị luôn. Len cardigan đằng sau là mã 17 mấy? 179. Cardigan đằng sau là 179. Chị lên luôn là 179 nhá. Gió nam lên luôn cho em luôn là 160 kèm size. 160.000 một áo kèm size để em qua mã nhá. Qua mã luôn cho các chị em nhà mình nhiều mã quá và không có lên được luôn. Gió nam lên là 160 kèm size. 160.000 một áo và kèm size cho các anh. Quần áo này anh nào, chị nào nhận được mua cho chồng cũng khen. Chồng có khó tính đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ chê luôn. Vì cái chất của nó quá là xịn luôn nhá. Lên cho em là 160 kèm size. 160.000 cái gì đây cho em xem lại. Không, em không có xem lại, em vừa có qua mã luôn rồi. Cái này hút đi nó còn ít hết đúng không? Chị lên cho. Hút đi này nhá. Hàng này là hàng đang bán 269.000. Em còn một ít xả nốt luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Cái này không còn nổi được chục cái đâu, còn có mấy cái. 160XL em cho chị Hà Trang. Ok chị Hà Trang luôn nhá. Hoodie này của em toàn là hàng bán 269 đến 279.000 một cái. Đây em còn màu này em tặng nốt luôn cho các chị các em nhà mình luôn nhá. Tặng nốt luôn cho các chị các em nhà mình. Lên luôn cho em là xả 166, 166.000 luôn cho các chị các em nhà mình. Gió nam 80 cân lên cho em là 160 kèm size 4XL nhá. 4XL 80 cân thoải mái, mặc đẹp mặc xinh luôn. Cái này lên luôn cho em xả 166. Xả 166.000 luôn. À, cái gì 160 60 cân vào của Thúy Vũ cho size 2XL vào kìa nhá. À, chị có số nhá. Lên cho em cái này là xả 166, 166.000 một em hoodie này cho các chị các em nhà mình luôn. Cứ từ 40 cân đến tầm 65, 66 cân mặc thoải mái, mặc đẹp luôn nhá. Từ 40 cân này đến tầm 65, 66 cân thoải mái, đẹp lắm luôn. À, 160 4XL cho chị Hải Đăng, ok chị luôn. Cái này lên luôn cho em là xả 166, 166.000 em hoodie này thì quá rẻ luôn. Hàng này các chị em mình đi mua ở shop bao giờ nó cũng rơi vào tầm 300. 301 đến tầm 302 luôn. Đây nhá, em Giang xả luôn cho các chị em mình cho nó gọn kho. Lên luôn cho em là xả 166, 166.000. Còn có vài cái, không còn nhiều. Một con áo của em mà nó bằng gần cả chục con áo mùa hè luôn cho các chị các em nhà mình luôn đấy. Lên luôn cho em là xả 166 nha các chị ơi. Xả 166 là 166.000 một áo. 166.000 một áo cho các chị các em nhà mình luôn. Lên cái gì nữa ta?
tay tay bồng đúng không? Cái này là tay bồng đúng không? Cái này chị đã lên chưa? Áo hoodie mà không hoodie nó là cái form nó mặc rộng mà làm gì có size nhỏ hơn à chị ơi. Họ hoodie không có cái size nhỏ hơn nữa đâu. Size nhỏ có hàng thường em hết rồi, không còn nữa nhá. Cái này lên cho cô hai màu đi. Còn có mỗi màu hồng với màu ba màu này đúng không? Màu xanh còn được mấy ta? Lên cho chị em mình một em áo len nhá. Len tay bồng luôn, len lông thỏ. Vai nhấn bồng luôn cho các chị các em nhà mình luôn này, xinh lắm. Cái này là cầu vai nhấn bồng luôn, len lông thỏ này. Cầu vai nhấn bồng luôn cho các chị các em nhà mình. Cứ từ 40 cân ạ. Từ 40 cân đến tầm 61 cân thoải mái luôn cho các chị em nhà mình luôn. 40 cân đến tầm 61 cân thoải mái. Đưa cho cô màu trắng, màu trắng còn không? Màu vàng với màu hồng. Màu trắng với màu vàng với màu hồng. Đấy. Các chị em mình lên luôn cho em cái này là A65 kèm màu nhá. 65.000 một áo và kèm màu vào giúp em. 65.000 một em này thì mặc xinh lắm. Kể cả các chị em mình mặc với chân váy cũng đẹp luôn. Mặc với quần legging, quần tomboy đẹp cực kỳ luôn. Lên luôn cho em là A65 kèm màu. 65.000 một áo nhá. 65.000 một áo kèm màu này. Màu này em gọi là màu kem này, màu hồng này, màu trắng này và màu vàng. 4 màu luôn cho các chị các em nhà mình. Lên cho em là A65. Có A65 rồi ạ? Không cộng màu. Thế cái này lên cho em là A64 đi. Không lên A65 nữa, lên cho em là A64 kèm màu. 64.000 một áo luôn nhá. Lên luôn cho em là A64 kèm màu. Không lên A65 nữa vì em đã lên A65 một mã rồi. Cái này các chị em mình lên lại cho em là A64 kèm màu. 64.000 một áo và kèm màu. Đương nhiên rẻ đi được 1.000 đúng không ạ? A64 kèm màu kem này, A64 kèm màu hồng này, A64 kèm màu trắng và A64 kèm màu vàng. Cái này của em nó là cầu vai nhấn bồng luôn cho các chị các em nhà mình nên là dễ mặc lắm. A64 màu kem cho chị Dung Kim nhá. Có hoodie của con trai không gái trai đều mặc được mà chị ơi nhá. Cái này lên cho em là A64 kèm màu, màu kem này, màu vàng này, màu trắng và màu hồng nhá. Em lướt mãi nhanh thôi cho các chị em mình. 64.000 một áo kèm màu giúp em. Đấy, hoodie muốn mua cho con trai chị lên luôn cái mã này. VIP 178 178.000 gái trai đều mặc được màu này luôn. Cái màu này nó là màu kem đấy. Màu kem như kiểu màu mỡ gà, đẹp lắm luôn, dễ mặc nhá. A64 màu kem cho chị Hương Đoàn. Ok chị luôn nhá. Cái này lên cho em là A64. À quên, VIP 178 178.000 luôn nhá. Còn đâu có 3 cái thôi, không còn nhiều. Màu kem này dễ mặc. A64 màu kem cho chị Mộc Lan. Màu trắng màu vàng cho chị Huệ Nguyễn. Ok chị lên cho em cái này là VIP 178 còn mấy cái hả Vũ? Còn 3 cái đúng không? Em còn được 3 cái. Q99 thêm cho chị Q99 cho chị Huệ Nguyễn cả. Xem chị Huệ Nguyễn này là khách mới hay cũ chấm đây nhá. A64 màu kem cho chị Hương Doãn. Ok chị luôn. Cái này là A64 kèm màu. Của em nó là len lông thỏ, cầu vai bồng luôn cho các chị em mình đẹp lắm. Cứ từ 40 cân ạ. 40 cân các chị em mình đến tầm khoảng 60-61 cân thoải mái nhé. Cầu vai nhấn bồng luôn cho các chị các em nhà mình. Đẹp lắm, độ co giãn rất là tốt luôn. Chuẩn hàng len lông thỏ cho các chị các em nhà mình nha. Chuẩn len lông thỏ. A64 kem hồng cho chị Nguyễn Thương. Ok chị luôn. Rồi chị nào chưa được A64 nữa không ạ? Lên luôn cho em A64 kèm màu vào. Để em qua mã. Em lên quần tomboy chưa? Em chưa lên được quần tomboy. Tomboy cho cô một mã tomboy nâu, cô lên luôn nhé. Rồi chị nào chưa được A64 không ạ? Lên luôn cho em A64 để em qua mã luôn. Em không lướt lại nữa nha. Em không có lướt lại mã nữa. Đấy, lên cho em là A64 kèm màu. 64.000 một áo và kèm màu nhá. Cắt bé thì lên là T69. T69 kèm size 69.000. Kèm size M hoặc L. Từ trên 3 tuổi đến tầm dưới 8 tuổi. Chị em mình mua cho con size M. Từ trên 8 tuổi đến tầm 12 tuổi lên cho em size L. Em còn 2 size. A64 màu kem cho chị Trà My Nguyễn kìa. Ok chị luôn. Các quần tomboy đâu, đưa đây cho cô. Tomboy nâu nhá. Lên cho chị em mình một mã tomboy nâu luôn này. Tomboy nâu luôn cho các chị các em nhà mình luôn.
Combo nâu các chị em mình lên luôn cho em là Q110 kèm size, 110.000 một quần và kèm size, và giúp em SMLXL cho các chị các em nhà mình nhá. Các chị em mình lấy một cái thì cho các chị em nhà mình một cái cạp này. Đấy, hai cái thì cho các chị em mình hai cái mặt cạp vì thay đổi. Lên luôn cho em là Q110 kèm size SML và XL. S cho các chị các em nhà mình từ tầm 39 cân đến 47 cân. M từ 48 đến tầm 52 cân. Đấy, L từ 52 đến tầm khoảng 57 cân. XL từ trên 57 đến tầm 63 cân giúp em. Hoodie màu hồng vừa nãy chị lên cho em là xả 166, chị Nguyễn Thu Hằng ơi, em xả luôn 166.000. Chị lên luôn cho em là xả 166 nhá. Quần tomboy thì lên luôn cho em là Q110 kèm size, 110.000 một em quần umi này. Quần tomboy này dễ mặc lắm luôn, che khuyết điểm rất là tốt luôn cho các chị các em nhà mình nhá. Đấy, lên luôn cho em là Q110 kèm size SMLXL. SMLXL luôn cho các chị các em nhà mình. S cứ từ tầm 39 cân đến tầm 47 cân. M từ 48 đến 52. L từ 52 đến tầm khoảng 57 cân. XL từ 57 đến tầm 62, 63 cân nhá. Lên cho em luôn là Q110. 110.000 một em quần tomboy này cho các chị các em nhà mình. Cái này thì dễ mặc lắm luôn. Quá là dễ mặc luôn cho các chị em nhà mình. Các chị mình lấy một cái thì cho một cái mặt cạp. Hai cái là cho luôn hai cái mặt cạp luôn. Q110 XL cho chị Phương Bình. 110.000 một quần luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Cái siêu nhẹ mà nhà mình còn mỗi cái size đấy đâu ấy. Cái còn nguyên một size XL ấy, mang đây cho cô. Chị nào chưa được Q110 cứ lên cho em là Q110 nhá. Q110 là phải kèm size quần tomboy nâu ấy các chị ơi. Lên nguyên một size. Lên cho các chị em mình một em phao siêu nhẹ nhá. Một em phao siêu nhẹ này cho các chị các em nhà mình luôn. Trần trong trần ngoài hết luôn cho các chị em mình. Có màu đen không? Không không có màu đen đâu chị ơi. Tomboy đen đang cháy hàng. Tomboy đen là đang cháy hàng luôn đấy các chị ơi. Nhá, cái này của em nó là phao siêu nhẹ. Q110 size M cho chị Nguyễn Thương kìa. Ok chị. Cái này là của em nó là phao siêu nhẹ. Trần trong trần ngoài hết luôn cho các chị em mình. Nó có cái lớp lót này ở trong, nó có thể là nó là cái màu nó khác, như các chị em mình cũng không chọn nhá, vì nó là cái mặt trái mà. Đấy, trần trong trần ngoài, tay của em cũng trần hết luôn. Tay cũng trần hết luôn cho các chị các em nhà mình. Cái này kể cả mình mua về mình mặc, mua về biếu mẹ đúng không ạ? Rất là dễ mặc luôn cho các chị em mình nhá. Các chị em mình lên cho em luôn là siêu nhẹ 155 đi. Em để nốt luôn 155.000 nốt luôn cho các chị các em nhà mình. Cứ từ tầm 47-48 cân đến tầm khoảng 56-57-58 cân thoải mái cho em. Lên cho em luôn là siêu nhẹ. Siêu nhẹ 155 nhá. 155.000 một cái luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Rất là dễ mặc luôn. Cái này nó dễ mặc lắm. Mà mặc nó rất là ấm. Nhẹ nhưng lại dễ mặc luôn cho các chị các em nhà mình. Đấy, lên cho em luôn là siêu nhẹ 155. 155.000. Cái gì mà dồn đơn tối. Chị ơi, có bao giờ mà chị nấu cơm từ bữa sáng xong là để chị đợi đến tối chị mới ăn không? À, mà lại bảo dồn đơn tối. Nhá, cái này lên cho em luôn là siêu nhẹ 155, 155.000. Các chị em nhà mình cứ từ tầm khoảng 47-48 cân đến tầm 57-58 cân ok. Đấy, lên là siêu nhẹ 155. Siêu nhẹ 155 em cho chị Hồng Nhung. Chị Tân La kia, chị muốn lấy Q110 chị phải kèm size, chứ đừng có kèm số điện thoại. Nhà em không có gọi điện chốt đơn đâu. Đấy, chị em mình có đơn chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào phần tin nhắn cho nhân viên chốt đơn nhá. Còn cái này lên cho em là siêu nhẹ 155, 155.000 một em áo siêu nhẹ này luôn cho các chị các em nhà mình. Cái này thì nó rất là dễ mặc. Dễ mặc lắm luôn, kể cả mình mua về biếu mẹ cái, mẹ chồng cái, mẹ đẻ cái, hoặc là chị em mình mặc đi làm. Rất là dễ nhá. Túi của em nó cũng có túi, nó có xét kéo luôn cho các chị các em mình. Đấy, túi là có xét kéo luôn. Đấy, lên luôn cho em là siêu nhẹ 155, 155.000 một áo để em qua mã nha các chị ơi. Em qua mã luôn đây. Qua mã luôn cho các bác nhà mình nha. Siêu nhẹ 155 em cho chị Nhật Nam Nguyễn. Rồi, chị nào chưa được siêu nhẹ lên luôn. À, gì lên má bộ chưa? Rồi ôi, bộ vừa nãy em rang lên nhiều lắm rồi mà. Em rang lên siêu nhẹ kìa. Ok chị Thúy Núi. Chị Thúy Núi nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Nhớ, nhà em là không có dồn đơn gộp đơn đâu nhá. Like nào đi đơn like đấy.
Đấy, cái này siêu nhẹ chị nào chưa được ạ? À? Lên nốt là siêu nhẹ để em qua mẫu. Để em qua mẫu luôn nha các chị. Siêu nhẹ 155-155 nghìn. Cái này thì quá đẹp. Quá đẹp luôn cho các chị em mình. Ôi, cởi con này ra cái là biết luôn. Cởi cái này ra. À, siêu nhẹ 155. Không, của em nó là em lên duy nhất một size mà chị. Em có bảo cộng size đâu. Siêu nhẹ 155 em có bảo chị nào cộng size đâu mà đi cộng size đúng không? Em lên duy nhất một size. Form cho các chị em nhà mình cứ từ 47-48 cân đến tầm 57-58 cân. Em đâu có bảo cộng size mà là cộng size nha chị. Siêu nhẹ 155 em cho chị Nguyễn Thương nhá. Thêm một chị Nhật Nam Nguyễn nhá, để ý cho em. Em lên duy nhất một size. Cái gì cộng size em sẽ bảo các chị cộng size, đúng không ạ? Cái gì cộng màu em sẽ bảo cộng màu. Đây em lên siêu nhẹ em chỉ bảo là siêu nhẹ 155, em có đảo bảo cộng size đâu. Của em duy nhất một size. Các chị em mình cứ từ 47-48 cân đến tầm 57-58 cân, ok nhá. Siêu nhẹ em cho chị Phượng Nguyễn luôn. Quy 110 cho mình hai cái XL. Chị Tân La ơi, chị nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em nhá. Siêu nhẹ 155 em cho chị gái họ Trần. Ok, chị gái họ Trần có luôn. Siêu nhẹ chị Phượng Nguyễn kèm giá thêm vào cho em. Siêu nhẹ 155 cho chị Hà Trang. Siêu nhẹ 155 cho chị Mộc Lan luôn. Ok chị nhá, còn có vài cái thôi, không nhanh là hết hàng. Cái này nó dễ mặc lắm luôn. Cho các chị các em nhà mình cứ từ tầm 47-48 cân đến tầm 57-58 cân. Ok chị Nguyễn Ngọc Hoa chuyển khoản, bác đang trong danh sách chuyển khoản đấy ạ. Nhá, siêu nhẹ chị nào chưa được lên nhanh luôn để em qua mã nào. Để em qua mã luôn. Trời ơi, cái con túi này đến nỗi túi của nó còn có xếp kéo luôn. Siêu nhẹ 155 hai cái cho chị Hoa Ma. Siêu nhẹ 155 chị Phượng Nguyễn, ok có luôn. Đấy, chị Tất Nam đi chị ơi, rồi. À, xong cho cô cái mã tất VIP Nam vào đây nhá, Thảo Tuệ ơi. Nhá. Siêu nhẹ 155 cho chị Thanh Bình. Chị Thanh Bình nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Siêu nhẹ 155 cho chị Quách Tảo. Ok chị luôn nhá. Đấy, chị nào chưa được ạ, lên nhanh siêu nhẹ 155, không có hết hàng. Nhớ đếm nhá, không hết là không có bù khách đâu. Còn bộ không chị, bộ em còn đầy chị ơi, mà em chưa lên được, chờ em lát rồi em lên. Chờ em lát cho cô một cái mã tất để cô lên nào. Còn mấy cái? Siêu nhẹ 155 chị nào chưa được lên nhanh nha, không có là hết hàng, không còn hàng nữa đâu. 155.000 luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Tất Nam đây các chị em mình ơi. Tất Nam. À, có siêu nhẹ Nam không chị? Siêu nhẹ Nam á. Siêu nhẹ Nam em không chị ơi. Đây này, em có lên một mã phao Nam đây này, chị có lấy thì lên mã là phao Nam 158. 158.000 cho các anh mình cứ từ 50 cân đến tầm 68 cân. Còn vài cái nữa. Còn vài cái nữa thôi nhá. Cái màu này là màu ghi đá đẹp lắm. Màu ghi đá đẹp lắm luôn. Siêu nhẹ 155 cho chị Nguyễn Thanh Vân. Ok chị luôn. Đây ạ, à, Tất Nam nhá. Tất Nam này là hàng VIP. Tất Nam này là hàng chống trơn, chống trượt, chống thối, khử mùi luôn. T73 3Z cho chị Nhật Nam Nguyễn luôn. Ok chị luôn nhá. À, T73 đây này con này. T73 chị Nhật Nam Nguyễn có 3 set rồi. Nhá, cái này lên luôn cho em là tất Nam 110. 110.000 là 10 đôi tất luôn. Em còn chân váy xếp ly đấy, chờ em lát nha mình ơi. Chờ em lát, cái này các chị em mình lên luôn cho em là tất Nam 110. 110.000. Một set tất Nam cho chồng cho con các chị luôn. Cái này là massage lòng bàn chân này, khử mùi hôi này, chống trơn này, chống thối luôn cho các anh luôn. Ví dụ anh nào mà đi ra mồ hôi chân nó nặng mùi đấy, mình mua cho chồng cho con những set tất này đi nhá. Lên luôn cho em là tất Nam 110. 110.000 một set tất Nam luôn. Cái này riêng là bán ngoài là mấy chục nghìn một đôi luôn. Em không nói dối đâu nhá. Các chị lên luôn là tất Nam 110. Không có nhiều đâu. Hàng này còn ít thôi, chắc còn được hơn chục set. Các chị em mình lên luôn cho em là tất Nam 110 nhá. 110.000 10 đôi luôn cho các anh luôn. Đấy, lên luôn là tất Nam 110. 110.000 10 đôi phao Nam này á, phao Nam lên cho em mã là phao Nam 158, 158.000 luôn cho các anh luôn. Cứ từ tầm 50 cân đến tầm 67 68 cân thoải mái. Cái màu ghi đá này đẹp lắm. Nhớ trần hết luôn cho các anh ở ngoài luôn. Túi cũng có cúc bấm luôn đấy. Các chị lên luôn là phao Nam 158, 158.000. Một em vào phao cho chồng cho con các chị. Đúng là quá rẻ luôn. Trời ơi, chỉ có em Giang mới có cái giá đấy thôi. Tất Nam 110 cho chị Thúy Vũ. Ok chị luôn. À, Thủy T32 chị lấy tất Nam 110 nhá. Ok chị Phan Trang vào bill của chị ý. Bỏ T32 cho chị tất Nam 110.
Còn áo len 128 miễn ship không, chốt em hai cái màu hồng. Hình như có phải là chị hỏi cái áo nơ không? Hỏi cái áo nơ không nhỉ? Em chả biết được có đúng không. Đưa cho cô cái áo nơ kia xem là đúng không. Đây đây đây. Chị nào chưa được tắt nam 110 cái lên là tắt nam 110 nhá. 110.000 luôn cho các chị em nhà mình. Đấy bộ này, bộ em Giang có lên rồi, bộ u mì này. Em còn một ít đấy, em đang xả luôn. Nay em đang xả luôn cho các chị các em nhà mình đấy. Xả luôn cho các chị em mình 133.000 một bộ. Lên luôn cho em là xả bộ 133, còn được vài bộ. Phao nam 158 cho chị Hà Nguyễn kìa. Rồi chị bánh kem Khánh Ngọc, chờ em lát em lên lại cho. Cái này lên cho em là xả bộ 133, 133.000 một bộ. Quần của em nó trần chun trần cạp luôn, bộ u mì nhá. Cứ từ tầm 40 cân. Các chị em mình 40 cân đến tầm 50 60 cân thoải mái luôn. Phao nam không có sai, sao mà khổ thế nhỉ? Em cái gì em bảo cộng sai thì chị em mình cộng sai. Không bảo cộng sai cứ tự ý cộng sai, em không có lên đơn cho chị Sapu đâu nhá. Của em nó là một form duy nhất từ 50 cân đến 67 68 cân. Hãy bảo cộng sai, không cộng sai. Đấy, cái không bảo cộng sai lại đi cộng sai. Xả bộ 133 cho chị Kim Tươi. Ok chị luôn bộ u mì đấy nhá. Em còn có vài bộ thôi. Hàng này đang bán 159.000, còn vài bộ em xả nốt luôn 133.000. Nhá, lên nhanh là xả bộ 133 133.000 luôn. Tắt nam 110 cho chị Huế Lê. Ok chị luôn. Ok các chị luôn nhá chị nào. Xả bộ 133 cho chị Quách Tảo. Ok chị Quách Tảo. Chị Quách Tảo có phải là không phải chị gái của Tuệ nhỉ. Lên là xả bộ 133 giúp em 133.000. 133.000 một bộ nha các chị ơi. 133.000 một bộ. Cái này lên luôn cho các chị em mình, cho cô một màu màu xanh với lại màu màu vàng nữa đi. Ôi legging em còn chưa có lên được mà chả biết là có còn được vài cái không. Đây nhá, áo này các chị em mình. Trời ơi, cái này hôm nay lên toàn đồ nặng này, chắc tí nữa chị Giang lại kêu gào làng nước. Đến xả bộ 133 em cho chị Huệ Nguyễn. Nhưng mà thôi kệ cứ lên. Cái này các chị em mình lên cho em là T128 nhá. Hàng này đang bán 149, 155.000. Rồi xả luôn cho các chị em mình 128.000. Cho các chị em mình, trời miễn ship là chị Giang cắt cổ luôn. Cho các chị em mình miễn ship luôn nhá. Lên luôn cho em là T128, 128.000 một áo và kèm màu. Màu hồng này, màu xanh này và màu vàng này. Cứ từ 40 cân, 40 cân các chị em mình đến tầm khoảng 60 cân quay đầu, mặc đẹp luôn nhá. Lên luôn cho em là T128 xong kèm màu vào đấy. Cho các chị em mình 128.000 và hỗ trợ miễn ship luôn. Xả bộ 133 cho chị Tân La luôn. Ok chị, quy 110 của em đó là quần tomboy nâu ấy. Thì cái ngày nào mà em trả lên T128 màu hồng cho chị Khánh Ngọc. Bánh kem Khánh Ngọc, em đọc luôn là Khánh Ngọc nhá. Lên là T128, 128.000. Hỗ trợ miễn ship cho các chị em mình nhá. Ủa em Giang mới biết là hôm nay em Giang khóc luôn đấy. Kèm màu xanh này, đấy, kèm màu vàng này và màu hồng luôn nhá. Xả bộ 133 cộng 160 size XL cho Như Huyền. Lên luôn áo giữ nhiệt mã thì em chưa. Quy 110 size S cho bánh kem Khánh Ngọc. T128 màu vàng cho chị Thanh Bình. Ok chị luôn nhá. Đấy lên nhanh cho em là T128 kèm màu. Cái này là em lướt qua thôi, không có hôm nay lên toàn những cái đồ mùa đông này là chết. Đã bù ship sắp chết rồi. Em Giang mà biết là em Giang cắt cổ em luôn đấy các chị ơi. Em Giang mà biết là em Giang cắt cổ em luôn. Vì cái hàng này đang bán 149, 155.000. Giờ xả luôn có 128.000. Lại còn miễn ship cho các chị. T322 set cho bánh kem Khánh Ngọc. T128 màu hồng cho Thu Hằng. Đấy. Xả bộ 133 cho Hoan Bùi. T128 phải kèm màu chị ơi. Có sữa rửa mặt collagen chị lấy chị lên là sữa rửa mặt collagen em lên đơn cho nhá. T128 kèm màu hồng này, màu xanh này và màu vàng. Ba màu luôn cho các chị các em nhà mình. Ba màu nhá. T128 phải kèm màu. Các chị em mình có 128.000 là được miễn ship. Đấy thôi để em qua mã luôn đây. Em qua mã đây, cái này là đầu tôi lên một tí thôi tại chị kia họ nhá. T32 là tất chỉnh chung phao nữ. Hai cái cái gì em không có lên mã nào phao nữ hai cái. Chị muốn lấy áo siêu nhẹ này chị lên là siêu nhẹ 155 hai cái nhá chị nhá. Chị Nguyễn Lưu ơi nhá. Áo em mặc mã là siêu nhẹ 155, 155.000. Cứ từ 47 cân đến tầm 57, 58 cân mặc ok nhá. Mã siêu nhẹ
phao siêu nhẹ cho các chị em mình trần trong trần ngoài hết luôn. Eo ơi cái này nó trần hết luôn cả hai mặt luôn. T128 màu hồng giống Nguyễn Thương kìa. Ok chị luôn. Siêu nhẹ 155 ba cái cho chị Liên Ngọc luôn. Eo ơi. Sướng lắm luôn cho các chị các em nhà mình nhá. Áo phao đằng sau là 158.000, lên mã là phao nam 158 giúp em. À, siêu nhẹ này của em nó là trần trong trần ngoài hết luôn cho các chị các em nhà mình đây này. Sướng lắm. Đấy nhá, nó từng cái tay của em nó cũng trần luôn. Siêu nhẹ 155 hai cái cho chị Nguyễn Lưu luôn. Sữa rửa mặt collagen cho Huệ Nguyễn. Ok chị luôn nhá. Đấy, chị Nguyễn Lưu nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Siêu nhẹ 155 còn chị nào chưa được nữa không? Trời ơi cái này của em hàng xịn sò, các chị em mình biết này. Từng cái tay của em nó còn trần hết này. Đấy các chị em mình nhìn cái mặt trái mà như mặt phải luôn. Trần hết luôn cho các chị em mình cả tay luôn. Nhưng em nói trước nhá, cái lớp lót ở bên trong này có cái thì nó lớp là màu đen, có cái nó là màu hồng, màu khác. Như các chị em mình đừng có nhận, lúc mình nhận hàng mình đừng có bảo là tại sao lại dơ một màu lại nhận một màu, vì nó là mặt trái nhá các chị nhá. Dưới giờ mặt collagen chị Huệ Nguyễn có rồi. Rồi chị nào chưa được là siêu nhẹ lên luôn, siêu nhẹ đi, còn có vài cái thôi, không có còn nhiều nhá các chị. Dễ mặc lắm luôn. Cứ từ 47-48 cân đến tầm 57-58 cân ok. Đấy, lên cho em mã là siêu nhẹ 155. Siêu nhẹ 155. À, chị Liên Ngọc có 3 cái rồi, chị lại lấy thêm 2 cái nữa à chị ơi. Chị Liên Ngọc lấy thêm à chị? Chị Liên Ngọc lấy thêm 2 cái nữa à? Em thấy chị lên siêu nhẹ 155 là 3 cái rồi. Giờ chị lại lên là siêu nhẹ 155 2 cái, chị lấy thêm hay là như thế nào đây? Bao nam lên cho em là ok, thế là vào của chị Liên Ngọc thêm 2 cái là 5 đi cho nó bill nó đỡ dài. Nhá. Cái này phao nam này cứ từ 50 cân đến tầm 67-68 cân ok. Lên cho em mã là phao nam 158. Ok chị Liên Ngọc, em cho chị thêm 2 cái rồi đấy. Còn siêu nhẹ em đang mặc thì lên là siêu nhẹ 155, 155.000 một áo. Từ 47 cân đến tầm 57-58 cân nhá. Ok cho em mã là siêu nhẹ. Còn phao nam lên là phao nam 158, 158.000 luôn. Lên cái gì nữa đây? Còn áo này thì em còn có vài cái thôi nhá. Em hút đi kéo khóa, màu này là màu kem này, đẹp luôn. Gái trai đều mặc được. Siêu nhẹ 155 một cái cho chị à. Hành triệu kìa. Phao nam không không, phao nam không tới 75 cân đâu mình ơi. Muốn đến lấy 75 cân thì mình lấy em gió này. Gió cho chồng, cho con hoặc cho bố mình. Đấy. Còn áo này, ôi cắm sạc máy chủ. Tuệ ơi, cắm sạc máy chủ. Áo hoodie kéo khóa này lên cho em là VIP 178, 178.000 luôn, còn đâu có 3 cái. Màu kem đẹp luôn nha các chị nhá. Đấy, màu kem đẹp luôn. Đấy, lên luôn cho em là VIP 178, 178.000 nốt luôn. 178.000 nốt luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Áo này thì lên là T128 kèm màu, 128.000 kèm màu hồng, màu vàng và màu xanh, 3 màu luôn, 128.000 là các chị em mình được hỗ trợ miễn ship luôn đấy ạ. Không mất tiền ship nữa nha các chị, không mất tiền ship nữa đâu. Tất nam chị nào chưa được thì lên là tất nam 110, 110.000 một set tất nam, chống trơn, chống trượt, chống thối, khử mù hôi chân. Đấy, cho các anh nhà mình luôn, một set 10 đôi luôn đấy, tính ra có 10.000 một đôi tất. À 11.000 chứ. Phải 11.000 không? 11.000 đôi tất. Đúng không ạ? Nhưng cái này chị em mình mà đi mua ở siêu thị thì nó phải rơi vào tầm 25-30.000 một đôi. Không nói điêu các chị luôn nhá. Đấy. Siêu nhẹ của em cứ từ 47 cân đến tầm 57-58 cân mặc vừa. Em lên một size duy nhất nha tình yêu nhá. 155.000 một áo. Chị cứ lên mã là siêu nhẹ 155 là ok. Cứ từ 47 cân đến tầm 57-58 cân mặc ok, mặc đẹp luôn. Đấy, lên mã là siêu nhẹ 155, 155.000. 155.000 luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Thôi, lên thêm cái gì để nghỉ nha. Còn cái này còn 2 cái. À thôi, nhưng mà cái này chưa nhặt đơn xong. Còn đưa cái quần nam size đại này cho cô đây. Còn size gì cô lên nốt. Còn gì màu ghi thôi à? Quần nâu bác ơi, quần nâu lên mã là Q110. Trời ơi, cái quần tomboy nâu này thì cái ngày nào mà chả lên.
Không, tất nam ta lại nguyên màu trắng, nó có đủ màu mà. Màu đen, màu ghi, màu xám và màu trắng. Ủa, cái này là đủ màu, không phải là nguyên màu trắng đâu chị ơi. Ba cái bảng màu như này sao lại hỏi là nguyên màu trắng. Nó đủ màu luôn cho các chị em nhà mình. Màu đen, màu ghi, màu xám, màu trắng. Nhá. Nó có 2 hay 3 đôi màu đen, à màu trắng thôi, còn đâu là màu khác. Quần nâu đây, quần nâu các chị em mình lên cho em là Q110 kèm size. Quần tomboy nâu cạp đá này. Các chị em nhà mình cái này thì quần ngày nào em Giang chả lên, lên quá nhiều rồi đúng không ạ? Cái này mình thấy là mình lên đơn thôi. Vì cái này lên đã quá nhiều lần rồi, còn lạ lừng gì cái con tomboy này nữa đâu đúng không? Lên cho em là Q110 kèm size S, M, L, XL. S cho các chị em mình từ tầm 39 đến 47, M từ 48 đến 52, L từ 52 đến 57, XL từ 57 đến tầm 62-63 cân. Mã là Q110 kèm size nhá, 110.000 một quần. Cho em một Q99 em chuyển khoản nha. Ok chị Được Nguyễn. Q99 của em đó là quần quần legging lót lông luôn đấy. Quần legging lót lông luôn cho các chị các em nhà mình. Đấy chị nào chưa được Q99 nữa lên luôn là Q99 đi để em dừng like nha các chị. Để em dừng like đây các chị ơi. Q99 nhá, 99.000 một em quần lót lông luôn. Rồi các chị em mình còn lấy thêm gì nữa không ạ? Lấy thêm gì lên luôn comment nha. Để em dừng like đây các chị ơi. Dừng like nhá. Q99 là quần lót lông. Quần lót lông luôn cho các chị các em nhà mình. Đấy, lên cho các chị em mình nốt một mã quần nam size đại như này. Quần nam size đại thì em chỉ còn mỗi, còn duy nhất một màu ghi này thôi. Quần này thì cho các anh nhà mình tối thiểu cứ từ tầm khoảng 68-69 cân đến tầm 85 cân thoải mái. Cái quần này thì cái chất của nó đẹp lắm luôn. Còn cái màu ghi đá này tắt 110 cho chị rùa con kìa. Ok chị luôn. Cái này của em nó là màu ghi đá, đẹp lắm luôn cho các anh luôn. Quá đỉnh, quá đẹp luôn. Đẹp lắm. Cứ từ 69-70 cân đến tầm 85 cân thoải mái. Các chị em mình lên luôn cho em luôn là ghi 140, 140.000 luôn nhá. Đấy, lên luôn cho em là ghi 140, 140.000 một em quần này cho các anh nhà mình. Kể cả các anh có đi xế hộp 5 tỷ, 3 tỷ, mặc em quần này vẫn sang luôn, quá sang luôn nhá. Q99 cho chị Nguyễn Thanh Vân, ok chị luôn. Đấy, lên cho chị ơi có xét nam không? Xét nam là cái gì em không hiểu nhá. Quần boy nâu mã gì là Q110. Quần tomboy nâu lên mã là Q110 kèm size và giúp em nhá. Mạng yếu quá. Áo gió đằng... áo gió đằng sau treo áo này lên cho em là 160 kèm size. 160.000 một em áo gió này. Hai lớp luôn cho các anh nhà mình luôn. Kèm size XL, 2XL, 3XL và 4XL. Q110 size M cho Ngọc Thảo luôn. Cái này lên luôn cho em là 160 kèm size. 160.000 một em áo này và kèm size vào XL, 2XL, 3XL và 4XL. XL cứ từ 50 đến 58. Đấy, 2XL từ 59 đến 65. 3XL từ 66 đến tầm 74, 4XL từ tầm 75 đến tầm 84-85 cân nhá. Nên luôn cho em mã là 160 kèm size quần nỉ nam thông thường hết hàng, không còn hàng nhá. Không còn hàng nữa nha mình ơi, không có còn hàng. À, Q99 một cái cho chị Thúy Vũ luôn. Ok chị, áo chị mặc bao nhiêu áo? Em mặc là 155.000 một áo. Mã là siêu nhẹ 155. Cứ từ 47 cân, 47 cân đến tầm khoảng 57-58 cân nhá. Từ 47 cân đến tầm 57-58 cân. Lên cho em mã là siêu nhẹ 155. Rồi chị nào lấy thêm gì lên luôn comment cho em nào nhá. Tất nữ thì lên cho em mã là T73. Tất này tặng luôn 73.000 nốt luôn cho các chị các em nhà mình luôn đấy. 73.000 một set tất nam. À tất luôn, hàng này hàng thương hiệu, hàng đẹp lắm, hàng VIP luôn. Hàng này đang bán cho các chị em mình 95.000 một set. 95.000 một set luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Áo khoác cardigan đằng sau lên mã là 178 à, hay 179 đấy Tuệ ơi. Em mã cho cô nào nhá. Cái này khoác cardigan lông thỏ này lên cho em là mã là 178. 178 hay 179? 179. Tuệ ơi. Ơ cái mấy đứa này đi đâu hết rồi? Tuệ ơi. Ơ chúng mày chạy đi đâu đấy?
Calidan lên cho em mã là 179 nhá. 179.000 nha các chị. Calidan len ép lông thỏ đẹp luôn cho các chị các em nhà mình đấy, để em nghỉ nha. Em dừng like đây là các bác nhà mình không có thêm được đâu. Rồi bác nào muốn lấy phao nam cho chồng không ạ? Lên luôn đi ạ. Phao nam lên luôn là phao nam 158, 158.000 còn vài cái nữa. Em không có còn nhiều nữa nha các chị. Còn có vài cái thôi, màu ghi đá. Ok, 179 cho Ngọc Thảo luôn kìa. Ok luôn. Cái này lên cho em là phao nam 158, 158.000. Cho các chị các em mình mua về cho chồng cho con. Cứ từ tầm 50 cân đến tầm 67, 68 cân nhá. Chị ơi lên khoác gió nữ đi. Em không có lên khoác được gió nữ đâu. Em dừng like bây giờ đây chị ơi. Dừng like cho các bạn ý, chốt đơn nhá. Gió nữ không có lên được luôn. Gió nữ có một màu kia đưa cho cô xem nào. Cô lên một màu khổ quá mất rồi. Nó lót lông đấy. Đây, lên một mã gió nữ đây, quần nam 140 cho chị Đặng Tươi kìa. Chị quẹ comment quần nam đấy. Đây nhá, lên cho các chị em mình một em lót lông này. Quần nam đó không có size, nó là hàng size đại. Cho các anh cứ từ tầm 69 cân đến tầm 85 cân thoải mái cho em nhá. Quần nam này là quần nam size đại. Cái này là lót nỉ luôn đúng không? Gió lót nỉ đây ạ. Không, lên nam ý hả? Trời ơi. Lên nam xem ở cái góc kia còn hai cái mấy cái lẻ lẻ mang đây cho cô lên nốt luôn. Đây lên cho các chị em mình một em áo gió lót nỉ luôn cho các chị các em nhà mình luôn nhá. Hàng này là lót nỉ luôn đấy, đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn cho các chị các em nhà mình đây này, cái này mặc nó ấm lắm. Mặc ấm lắm luôn cho các chị các em nhà mình luôn ạ. Cái này thì mặc ấm lắm nhá, hàng lại còn là gió giãn lót nỉ luôn. Gió giãn lót nỉ luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Chị ơi áo khoác màu sữa bên cạnh chị cho em. Áo khoác màu sữa nào. Đây hả? Áo này đúng không hả chị Như Hoa? Áo này chị lấy chị lên cho em là VIP 178, 178.000. Em còn có mấy cái, còn có 3 cái thôi. Đẹp lắm nhá, áo hoodie kéo khóa đấy. Còn có 3 cái chị lấy chị lên luôn là VIP 178, 178.000. Hàng này đang chị ăn xả cho các chị em mình 185.000. Nhưng nay còn có mấy cái em tặng luôn 178.000. Chị lấy chị lên luôn là VIP 178. Cứ từ 40 cân đến 67, 68 cân thoải mái. Gái trai đều mặc được luôn nhá. VIP 178 em cho chị Phương Bình. Siêu nhẹ 155 cho em màu đen chị nhé. Siêu nhẹ 155 của em nó là màu đen mà, đúng không? Siêu nhẹ của em nó là màu đen mà, mặc định nó là màu đen. VIP 178 còn có 2 cái nữa thôi, chị nào lấy lên luôn không có hết nhá. Màu này đẹp lắm luôn. À, mấy bao nhiêu vạn cái có đâu được có 5 cái hay 6 cái màu kem. Không có đâu. Đẹp lắm luôn cho các chị em mình nhá. Đấy em còn có 2 cái. Đây lên cho các chị em mình một mã gió, gió lót nỉ luôn đấy ạ. Hàng bên trong là lót nỉ luôn cho các chị em mình. Lên một mã coi như là cuối like nhá. VIP 178 cho Ngọc Thảo luôn. Là còn một cái VIP 178 nhá. Có mã bộ em xem với bộ á, bộ em lên rồi. Đây này bộ cho đây còn vài bộ này chị lấy chị lên luôn là xả bộ 133. Em để nốt 133.000. Bộ này đang bán 155, 159.000 đấy. Nhưng nay còn vài bộ xả nốt luôn. VIP 178 cho chị Đặng Tươi. Hết luôn VIP 178. Không còn VIP 178 nữa. Cái này lên luôn là xả bộ 133, 133.000 luôn. 133.000 luôn cho các chị các em nhà mình. Từ 40 cân đến tầm 60 cân quay đầu đẹp luôn. Đấy lên luôn là xả bộ 133 còn có vài bộ thôi. Không còn nhiều đâu, cái màu nâu này đẹp lắm luôn này. Màu nâu cà phê này đẹp lắm nhá. Đấy chị nào lấy lên luôn là xả bộ 133 của em nó là chất u mì. Nhá, đẹp luôn. Cái nó pha màu này đẹp luôn này nhá. Còn có vài bộ. Đấy lên gió này lên cho các chị em mình một mã coi như là cuối like. Cuối like tặng luôn cho các chị em nhà mình luôn nhá. Ôi dồi ôi, VIP 178 chị Như Hoa chậm tay rồi kìa. Dự bị cho chị Như Hoa đi. Em cứ dự bị cho chị Như Hoa nhá. Nếu mà còn thì em chốt cho chứ còn là không. Rồi chờ em lên một mã gió này xong rồi em lên cho lên nam. Khổ quá. Gió này lên luôn cho em nhá. Coi như quà, một món quà cuối like chứ không phải giá này, không phải giá em giang bán. Của em nó là lòng dòng gió giãn. Nhưng bên trong nó là lót nỉ cho các chị các em nhà mình. Hàng nó quá vét. Quá VIP luôn. Tân nữ chị cứ lên mã là T73 thôi nhá. Tân nữ lên mã T73. Cái này lên luôn cho em là
Có mã nào lọc 79 chưa? Cái này lên luôn cho em là lọc 79 đi. Coi như một món quà cuối like nhá. Chưa bao giờ, đưa cho cô một cái đấy. Chưa bao giờ mà gió giãn này lại còn bên trong lót nỉ mà bán cho các chị em mình 79.000 bao giờ đâu. Lên luôn cho em là lọc 79. Lên ướt đầu like lên cho em mã là VIP mấy nhỉ? VIP 1 à? Ơ tụi ơi, cái này cái thì lót lông, cái thì lót nỉ. Đấy, của em nó là lót nỉ hết ở bên trong luôn cho các chị các em nhà mình luôn nhá. Đấy, lót nỉ hết luôn này. Ấm lắm luôn nhá. Có cái thì nó lót nỉ màu trắng, có cái thì nó sẽ là lót nỉ màu xám. Nhưng mà các chị em mình không có chọn màu, vì đây em tặng luôn rồi. Hàng 2 lớp đã bán cho các chị em mình 139.000 rồi, mà bây giờ của em nó còn lót nỉ, đúng không ạ? Sướng nhá, lên nhanh luôn là lọc 79. Có vài cái thôi, không có nhiều đâu. Lên nhanh luôn cho em là lọc 79. Cứ từ tầm 39-40 cân đến tầm 57-58 cân thoải mái. Lọc 79 nha. Lọc 79 cho chị Tiếp Bùi, lọc 79 cho chị Nguyễn Thương, lọc 79 cho chị Lena. Chị Lena đuôi số điện thoại là 053. Nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Vừa nhận áo len ướt nhà Giang, siêu sướng. Cảm ơn chị Ngọc Trần nha. Cảm ơn nha. Chị Phương mua được gì chưa kìa. Đấy, lên nhanh là lọc 79. Lọc 79 cho em nha. 79.000 một em áo gió, lại còn lót nỉ bên trong. Cái này mặc sướng lắm. Kể cả các chị em mình chỉ cần làm một em len lông thỏ bên trong, khoác em này ra ngoài là ok luôn. Ấm nực luôn, vì nó có một lớp lót nỉ ở bên trong này. Bản chất gió của em nó đã là ấm rồi, đúng không ạ? Nó lại lót một lớp nỉ bên trong nữa luôn. Đấy, các chị nào chưa được lọc 79 lên luôn là lọc 79. Còn được mấy cái nữa? Còn được mấy cái? Quần nam còn quần nam hai màu. Quần nam hai màu em chỉ còn mỗi màu ghi thôi. Màu đen em hết rồi. Bác lấy thì bác lên là ghi 140 nhá. 140.000 luôn ạ. 140.000 luôn cho các chị em mình. Lọc 79 ok cho chị Dung Thu, ưu tiên chị hai cái luôn. Phao nữ em lên rồi, em lên một mã siêu nhẹ rồi đấy mình ơi nhá. Quần nam này em còn duy nhất màu ghi thôi. Chị lấy chị lên luôn cho em là ghi 140 chị ơi nhá. Size đại đấy, cho các anh cứ từ 69 cân đến tầm 85 cân thoải mái. Em còn duy nhất màu ghi, cái màu ghi này đẹp lắm, màu ghi đá. Đẹp lắm luôn. Đấy. Lên luôn cho em là ghi 140, 140.000 luôn cho các chị các em nhà mình luôn nhá. Tất nữ có lên là mã là T73, 73.000 một áo luôn. À 73.000 một set nhá. Rồi để em cho cô lướt lại cái mã VIP 135.000. Em xem phao nữ với á. Ôi dồi ôi, phao nữ em vừa mới cởi ra luôn đây này. Đây nhá, len ướt đầu like đây. Len ướt đầu like chị nào chưa chốt được, lên luôn cho em là VIP 1 135.000 một áo cho các chị các em nhà mình. Cứ từ tầm 40 cân đến 65 cân thoải mái. Lọc 79 cho chị Nguyễn Trúc Châu Khoa. Nguyễn Trúc Châu Khoa đuôi số điện thoại là 038. Nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em nhá. Đừng comment số điện thoại trên like. Đây ạ, áo len ướt đầu like chị nào chưa được, lên luôn cho em là VIP 1 kèm giá 135.000. 135.000 luôn cho các chị em mình nhá. Len ướt hàng đang bán 189.000, tặng luôn 135.000 máu không ạ? Lọc 79 hai cái chị Dung Thu có rồi. VIP 1 kèm giá vào giúp em 135.000 nha các chị. 135.000 cho các chị em mình, không đâu có cái giá này đâu. Chuẩn hàng len ướt hàng Quảng Châu cho các chị em nhà mình. Đẹp lắm luôn. Yêu ơi, cái chất của nó sờ vào nó có như kiểu một lớp tuyết nhung ở ngoài, mềm mịn. Sướng lắm nha. Từ 40 cân đến tầm 65 cân thoải mái cho em. Đấy, lên là VIP 1 vào. VIP 1 cho chị Tình Âu một cái. Ok chị luôn. Bộ 133 cho chị Nguyễn Trúc Châu Vi. Bộ 133 là thêm cái chữ xả bộ vào đấy cho chị. Em lên len tay bồng rồi chị ơi. Lên tay bồng chị lên là mã là A64. Đấy, A64 kèm màu 64.000 một áo và kèm màu. Cái này lên cho em là VIP 1 135.000 nhá. 135.000 luôn cho các chị các em nhà mình luôn. Chị ơi, tự nhiên chị vào chị hỏi còn màu gì em không biết được đâu. Em không có biết là còn được màu gì. Cái này cho cô cả màu hồng với màu trắng. Okay. Áo tay bồng em lên rồi đây, em lướt lại xong để em nghỉ nha các chị ơi. Áo này lên cho em là A64 kèm màu. A64 kèm màu kem này. A64 kèm màu hồng. A64 kèm màu vàng. Đứa màu đây, cả màu trắng đấy.
cái một một 135 cho chị Hà Nguyễn luôn kìa. Ok chị luôn nhá, cái này lên là A64 kèm màu 64.000 một áo và kèm màu nhá, màu kem này, màu trắng này, màu hồng và màu vàng giúp em đấy. Viết 135 cộng lộc 79 cho chị Như Huyền. Ok chị luôn. Không không, bộ đầu like không còn một bộ nào luôn đâu mình ơi. Không còn nhá. Cái này lên là A64 kèm màu. A64 kèm màu vàng này. A64 kèm màu hồng này. A64 kèm màu trắng. Và A64 kèm màu kem giúp em. Ba màu luôn thôi để em nghỉ nha các chị. Để em nghỉ nha. À đâu, lên nam đây khổ quá. Cái bắt cao Bùi Ngọc Hà này. Lên nam đây còn có hai cái. Cho em xem lại bộ với em mới vào rồi. Ôi. Len nam đây em còn có hai cái. Bác lấy bác lên luôn là len nam 120. Em để nốt luôn cho 120.000. Còn đúng có hai cái, không có còn nhiều, cứ từ 50 cân đến tầm 69 cân, 68 69 cân thoải mái, còn duy nhất hai cái. Lên luôn là len nam 120, để nốt luôn cho 120.000 luôn ạ. À. Còn duy nhất hai cái khảo họ, không có còn cái nào nữa nha. Đấy, lên luôn cho em là len nam 120, 120.000 luôn ạ. À. Nhá, 120.000 luôn cho các chị các em nhà mình. Đấy, lên luôn cho em là len nam 120 để em dừng like nha các chị. Cho các bạn ấy làm đơn đây rồi. Đơn len nam 120 cho chị Y Phụ Phạm một cái. Em còn một cái đấy chị Cao Bùi Ngọc Hà, lên luôn đi. Lên luôn cho em là len nam 120 nhá. Còn có một cái nữa thôi, không có còn nữa đâu. A64 màu kem cộng màu trắng. Ok chị Dung kệ luôn. Em cho em là len nam 120 đâu rồi, mãi không thấy chị Cao Bùi Ngọc Hà lên vậy. Để em dừng like đây. Alo chị à. Quần ghi nam 056 cân không mặc được đâu chị ơi nhá. Quần nam đấy tối thiểu từ tầm 69-70 cân đến tầm 85 cân cơ nhá. Rồi chị Cao Bùi Ngọc Hà đó rồi, không lên 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 comment để em dừng like nhá. Không ạ, VIP 1 em lên một màu duy nhất nha chị ơi. Đây len ướt đây chị ơi, len ướt em lên một màu xanh này. Đấy chị lấy chị lên là VIP 1 135.000 luôn cho các chị các em nhà mình nhá. 135.000 để em nghỉ nào. VIP 1 135 luôn nha. 135.000 cho các chị các em nhà mình. Không, bộ ấy hả? Bộ em còn mỗi mấy bộ u mì thôi. Đâu rồi nhỉ? Lúc con ném ra. Bộ này chẳng biết. Bộ này lúc còn 1-2 bộ thôi quá. Đây bộ đây nha chị, lên luôn là xả bộ 133. Cái bộ này bộ màu nâu đất ấy, màu cà phê cháy này, đẹp lắm này. Đấy em còn có vài bộ, bộ này đang bán 155.000. Giờ xả luôn cho các chị em mình 133.000 bộ. Cứ từ 40 cân đến tầm 60 cân quay đầu mặc đẹp luôn. Quần trần chun trần cạp nhá. Lên luôn là xả bộ 133, 133.000 để em nghỉ đâu ăn đây. Để em nghỉ nha các tình yêu. Tất cả các chị em mình có đơn, nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào phần tin nhắn cho bên em. Để em dừng like nha các chị. Đấy, lên luôn cho em là xả bộ 133, 133.000 luôn. Hồng lắm. 133.000 nhá. Các chị lên luôn cho em là xả bộ 133. Nó gói xong đơn kìa. À, chị nào lấy gì nữa không ạ? À? Đây là VIP 1 nhá. Len ướt lên mã là VIP 1. 135, 135.000 luôn. Xả bộ 133 cho Trần Hoài kìa. Trần Hoài đuôi số điện thoại là 506. Nhắn tin vào phần tin nhắn cho bên em. Nhà em là không gọi điện chốt đơn nhá. Pha nam đằng sau bao nhiêu cân? Pha nam đằng sau là 158.000 một áo nhá. Lên là pha nam 158. Pha nam 158.000 một áo. Cho size cho các anh cứ từ tầm 50 cân đến tầm 67, 68 cân thoải mái. Đẹp luôn ạ. À. Trần hết luôn cho các anh luôn. Đấy, dưới là bo chun dễ mặc luôn nhá. Đấy, túi của em nó cũng có cúc bấm ở đây luôn. Lên luôn cho em là phao nam 158. Để em nghỉ nha các chị. Rồi tất cả.
Thế thì bác đợi tối hoặc là mai nhá. Rồi thì là em không lên được nữa rồi nha. Bác bắt đầu nha. Rồi chị nào lấy thêm gì thì lên luôn comment nha. Cả em dừng like là không có thêm được nữa đâu ạ. Không có thêm được nữa nha các chị ơi. Rồi tất cả các chị em mình có đơn, nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào phần tin nhắn để cho nhân viên chốt đơn. Em dừng like bây giờ là các bạn đi chốt đơn luôn đấy nhá. Rồi ok, bye bye. Cảm ơn các chị các em nhà mình nha.